mà cuộc điện thoại được gọi tới từ Quảng Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Quảng Ninh phải không ạ? Dạ. Chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Muốn hỏi xem là cháu em nên con gái mình nó 17 tuổi. Vâng, con gái chị 17 tuổi. Hôm trước nói với mẹ bây giờ con chỉ yêu con gái bảo là không thích con trai. À, con gái của chị 17 tuổi và thích con gái đúng không ạ? Không thích con trai đúng không ạ? Vâng. Chị thấy có những cái biểu hiện như thế nào hay là con gái tâm sự với chị? À thế ạ, con gái tâm sự với mẹ. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, chào. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 49. À thế ạ, cháu đây là cháu lớn hay bé? Cháu thứ hai. Cháu thứ hai, 17 tuổi, cháu nó còn học không? Cháu còn. Đang học lớp 11 đúng không? Vâng. Rồi, thế xong rồi ngoài cái chuyện là nó tâm sự là mẹ ơi con chỉ thích con gái chứ con không thích con trai thì mình có thấy cái dấu hiệu gì nữa không? Trông nó ngông nghênh rồi nó cắt tóc ngắn rồi nó mặc quần bò, nó mặc áo sơ mi nam rồi nó đi huỳnh huỵch rồi nó trông nó như một thằng con trai không? Vâng ạ, có. Thì giờ năm ngoái cháu cắt tóc ngắn. Ừ. Nhưng mà mặc quần áo thì cứ đòi mặc quần áo kiểu con trai. Mặc quần áo như con trai. Có thấy nó đưa bạn gái của nó về không? Có. Thế hả? Bạn gái trông xinh không? Thì ít hơn mấy tuổi. Và rất là thích chăm sóc các em gái mà lại nho nhỏ xinh xinh. Cô này đóng cái vai là chàng trai đúng không? Vâng. Thế xong rồi bây giờ mình muốn cái gì? Giờ em muốn hỏi chương trình là bây giờ có thay đổi được tính nết không? Đây không phải thay đổi tính nết mà thay đổi cái khác chứ không phải là tính nết nữa rồi. Việc đầu tiên phải nói rằng thế này, cháu có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là người chuyển giới. Tức là thế này, hồn chương ba mà ra thì hàng thịt. Mình sinh ra thì là con gái, nhìn từ cái bộ phận nọ, bộ phận kia là con gái đấy. Nhưng thật ra thì hồn cốt của nó là một cậu con trai. Nhưng mà ẩn dưới bóng một cô gái và đến lúc trưởng thành tuổi dậy thì nó không chịu được, nó bung ra và cái nam tính của nó lộ ra. Cho nên là nó luôn luôn nhận nó là một cậu con trai mà vì vậy nó mới yêu các cô gái. Chỉ có là đấy, giống như kiểu vỏ một đằng mà ruột một nẻo ấy mà. Thì trường hợp thứ nhất người ta gọi là chuyển giới. Trường hợp thứ hai là bạn ấy là người đồng tính nữ. Đồng tính nữ là người nữ đàng hoàng. Bạn ấy cũng là nữ thật. Nhưng có điều rằng là bạn ấy lại thích con gái. Không chỉ thích theo kiểu như là kết bạn đâu. Thích như kiểu vợ chồng ấy. Ôm rồi ấp rồi có những hành vi kích thích vuốt ve mơn trớn. Tức là hấp dẫn về mặt tình dục giới tính ấy. Thế nhưng mà cái trường hợp thì không nhất thiết là bạn ấy phải trông như là con trai. Không nhất thiết là cứ phải mặc quần nọ áo kia. Rất nhiều cô gái rất nhẹ nhàng, dịu dàng, thậm chí là người mẫu của áo dài nữa cơ. Trông rất là duyên dáng mà vẫn là người đồng tính nữ. Thế cho nên nó không liên quan gì đến cái vỏ. Mà thật ra là cả ruột lẫn gan, cho nên vỏ, đến tính cách đều là nữ. Chỉ có điều mỗi một cái sở thích tình dục thì là thích người cùng giới. Đấy là hướng thứ hai. Còn hướng thứ ba là có thể bạn ấy chơi với một ai đó mà cái người đấy là người đồng tính và bạn ấy bị lôi kéo dần dần bị nhiễm. Người ta gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tuổi của bạn cũng đang là tuổi học sinh cấp 3, 17 tuổi, nó cũng chưa định hình gì lắm rồi. Xem phim, xem ảnh rồi lại thấy trong nhóm của mình chơi có mấy đứa lại cứ gọi nhau cùng con gái, con trai, đóng vai vợ chồng, cứ gọi nhau là chồng chồng, vợ vợ. Rồi bạn ấy bị lẫn lộn, bạn ấy lại thích rằng là mình đóng vai mạnh mẽ trở thành nam, còn thì sẽ che chở cho một cô gái nào đó. Muốn biết được điều đấy thì mẹ bên cạnh cái việc tâm sự của bạn ấy, bạn ấy nói thì rất cần một cái chuyên môn sâu. Bạn ấy cần phải được đưa đi bệnh viện. Ở đấy bác sĩ không chỉ là bác sĩ soi chiếu chụp tim gan mật phổi gì đâu. Xét nghiệm các thứ thì tim là mạch là bạn hết sức bình thường. Về mặt cơ thể là bạn ấy có thể không sao. Nhưng các bác sĩ mà liên quan đến giới tính và đặc biệt là cả về mặt tâm lý thì người ta... Này có trường hợp nhá, trên cùng cơ thể của một người có cả cái bộ phận nọ lẫn bộ phận kia. Bên ngoài nhìn thì là bộ phận sinh dục nữ, trông là cô gái. Nhưng mà đi lại chụp cái chiếu thì trong ổ bụng của nó lại có dấu tích của một cậu con trai, là cũng thấy có hai hột. Và đã có trường hợp là đi phẫu thuật chuyển đổi lại một tí. Thôi thì kéo nó ra, cha nó vào, lắp cái nọ vào chỗ kia để cho xem dựa vào cái việc là sở thích nguyện vọng muốn trở thành trai hay gái để người ta có thể có cái phẫu thuật. Thế nhưng mà đây là tôi nói nó xa thế thôi chứ còn thì mình chưa đến. Việc đầu tiên là phải đi chuyên môn. Chứ còn nghe qua thế này thì cũng không ai kết luận được. Mình đang ở đâu? Em ở Quảng Ninh. Quảng Ninh. Tôi cũng không biết là bệnh viện Hạ Long, đa khoa Hạ Long nó có hay không. Nếu không thì phải lên Hà Nội. Thế nhưng mà... Hãy nhớ rằng đây không phải là do cái tính cháu nó thế,
Nếu mà nó là cái tính thì có thể giáo dục được. Nhưng mà nếu như nó lại là vấn đề sinh học thì cần phải có cái hỗ trợ tác động của bác sĩ nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị hãy đồng hành với con của mình nhé, chị nhé. Cảm ơn. Vâng, chào chị. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Alo, em nghe ạ chị. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, cho em hỏi con dâu nhà em năm nay nó 34 tuổi mà nó mang bầu đứa thứ ba. Vâng. Mà đi khám thì bác sĩ bảo là bị thoát bị rốn mà ruột ở ngoài rốn á. À thế ạ. Vâng, thế vâng. Thì liệu có nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ cả con không ạ? Vâng. Thế khi khám thì bác sĩ tư vấn như thế nào ạ? Bác sĩ tư vấn bảo là để còn kiểm tra, mà cháu cũng làm cái xét nghiệm 4 triệu rồi. Vâng, mà em thì cũng sốt ruột. Vâng, gia đình thì cũng rất là sốt ruột lo lắng đúng không ạ? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Chị ơi, dạ. Thai bao nhiêu tuần rồi ạ chị? Cháu 16 tuần ạ. À 16 tuần. Thế là con đi khám chẩn đoán trước sinh. Và làm xét nghiệm rồi là siêu âm các thứ đúng không? Vâng ạ. Thế thì bác sĩ lại nói là thế nào ạ? Tức là con sợ là em bé có một cái dị tật à? Có một cái thoát bị. Không, cái thoát bị rốn đó chị, mà lại bảo là ruột ở ngoài rốn nhiều ạ. Thế hả? Đúng là cái dị tật trẻ con thì nó cũng có rất là nhiều loại. Thế và bây giờ thì cũng may là y học cũng rất là phát triển để có thể chẩn đoán sớm cũng như là xử lý sớm cho con được. Thế và bác sĩ vẫn cho con theo dõi thôi đúng không chị? Vâng ạ, thì bác sĩ bảo là cái thoát bị rốn đấy thì nó để được. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà sau này mà đẻ thì cháu phải mổ. Thôi bây giờ thì Thanh Hóa thì bệnh viện sản nhi Thanh Hóa cũng rất là tốt mà chị. Vâng. Đấy, cho con theo dõi ở đấy nhá. Thế và sẽ tùy theo cái trường hợp thoát vị. Nếu như mà trong cái tầm kiểm soát, tức là cái mức độ nó vừa phải, thoát vị nó không ảnh hưởng gì đến em bé. Cái này chủ yếu là lo cho em bé. Vâng. Thế và nếu như mà người ta vẫn kiểm soát được thì người ta vẫn giữ em bé cho nó phát triển bình thường. Thế trừ một số trường hợp nó cũng giống như mình ấy. Ví dụ nếu như mà nó có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi nó có thể bị xoắn hoặc có thể bị vỡ hay có thể bị nhiễm trùng gì đó mà có thể ảnh hưởng đến thai nhi, thì tùy theo cái tuổi thai có thể phải mổ cấp cứu hoặc là phải can thiệp kịp thời cho em bé, thì lúc đấy mới an toàn cho mẹ và cho con chị ạ. Thế còn hiện tại bây giờ thì có lẽ là không có tác động gì được vào đến cái chỗ mà nghi là cái dị tật đấy nhá. Thế và cho con theo dõi ở trên đấy thật là sát. Thế bất cứ một cái hiện tượng gì cảm thấy bất thường là phải đến bệnh viện ngay. Ví dụ như là bây giờ thai 16 tuần thì thai có thể nó cũng chưa đạp mạnh đúng không chị? Nhưng mà mẹ cũng phải rất là chú ý, phải đi thăm khám thường xuyên. Thế xong rồi ví dụ như là sau này theo dõi tự nhiên thấy có một khoảng thai nó không đạp nữa chẳng hạn, mà mình có thể nghĩ tới là nó có thể yếu đi chẳng hạn, hoặc là mẹ tự nhiên thấy đau bụng rất là nhiều, vân vân. Tức là khi có một cái dấu hiệu gì đấy bất thường thì lập tức phải đến bệnh viện luôn. Chứ còn trước mắt bây giờ thì hoàn toàn là phụ thuộc vào sự thăm khám, sự theo dõi cũng như là tiên lượng, là nhờ bác sĩ sản khoa. Vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Vâng. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, thính giả gọi điện từ Ninh Bình phải không ạ? Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ chị ơi, em muốn nhờ chương trình em. Hiện nay thì em và chồng em ấy, anh ấy thì đi làm xa, còn em thì ở nhà. Em có hai cháu rồi, nhưng mà tình cảm vợ chồng lúc nào cũng không hòa thuận, hai người không đồng quan điểm với nhau ấy, kiểu cứ cãi nhau ấy ạ. Vâng.
Câu chuyện của gia đình bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Dạ, chào thầy chú ạ. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay cũng 28 tuổi rồi chú ạ. À, 28. Cháu cho nói lại cái việc của cháu đi. Thì vợ chồng cháu mấy năm về trước thì cũng hòa thuận lắm. Nhưng mà mấy năm trở lại đây thì cháu cảm thấy vợ chồng cháu tình cảm nó rạn nứt dần ấy ạ. Nó không được đồng quan điểm với nhau ấy ạ. Cháu sợ là anh ấy ở bên ngoài có người khác. Hay là như thế nào ạ? Nó có nhiều thứ chứ làm sao mà lại cứ bất đồng quan điểm lại có người khác thế. Tóm lại thì mình thấy cái điều gì thay đổi nhiều nhất? Anh ấy có chịu khó làm ăn không? Trước kia anh cũng mải chơi ạ, cũng có nợ. Cháu trả nợ cũng gần hết rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì anh ấy rất là hay kiểu ghen tuông cháu ạ, ghen bóng ghen gió ạ. Anh có đi làm không? Còn mình thì làm gì? Dạ cháu làm nhân viên văn phòng ở quê. Còn anh ấy thì đi làm ngoài Hà Nội ạ. Hay về không? Thường xuyên không? Hay là sáng đi tối về? Trước kia thì khoảng một tháng anh ấy về một hai lần. Nhưng mà từ khi dịch Covid ấy ạ, thì anh ấy ít về hơn. 2-3 tháng anh mới về một lần ạ. Cũng nhiều người xa như tối nào cũng phải nhí nhéo gọi điện Zalo, nhìn thấy hình con ơi con ở cưng ơi cưng ở với nhau. Có giữ cái liên lạc hay không? Dạ vâng, buổi tối thì anh ấy có điện cho cháu nhưng mà ban ngày cũng có điện. Một thời gian thì công việc của cháu rất là bận. Ban ngày cháu không thể lúc nào cũng chờ điện thoại của chồng gọi điện để nghe cho chồng được ấy. Nên là anh ấy quay ra là anh ấy ghen cháu. Thì cháu cũng có giải thích là vì do nhu cầu công việc của cháu không thể lúc nào cũng ngồi chờ điện thoại của chồng được. Nhưng mà anh ấy cũng không thông cảm. Một thời gian anh thường xuyên gọi như thế thì thời gian này thì anh ấy không gọi nữa. Thế xong rồi anh ấy thì làm công ty xí nghiệp hay làm cho thuê cho tư nhân hay là làm kinh doanh tự do? Anh ấy làm cho công ty ạ, anh là thủ kho cho công ty ạ, trường ạ. Cũng bận đấy chứ, cũng có phải là chơi rong gì đâu đúng không? Vâng. Nhưng có điều là thủ kho thì nó cũng ít đi lại, mình cứ ngồi đấy rồi có ai người ta cần gì thì lại xuất kho rồi giữ kho rồi mở cửa rồi xuất hàng đến đấy đúng không? Dạ, cho vâng. Nên là rảnh rỗi tay cầm điện thoại ngứa tay lại nhắn tin hoặc gọi điện cho vợ mà vợ chưa nghe thì rồi lại có cái chuyện nọ chuyện kia. Thế rồi là tiền nong có gửi về nuôi con không? Thời gian vừa rồi thì anh ấy nợ, thì anh ấy có nói cháu là để cho anh ấy làm, để anh ấy cố gắng anh ấy trả nợ. Thế hả? Vâng. Thì làm thủ kho anh... chả có đồng tiền nào gửi về cho vợ xong lại còn đi trả nợ thế. Dạ vâng. Nợ làm gì? Dạ, thời gian đấy là anh ấy cũng mải chơi ấy, chú. Lô đề cờ bạc rồi nghiện game. Nên là cũng nợ khoảng mấy trăm triệu ạ. Ôi trời ơi, thế xong thì làm này đến bao giờ? Nợ được hết bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, cháu cũng trả được khoảng 70-80% rồi. Thế còn anh bây giờ là cứ đi làm nhưng không đóng tiền gì cho vợ để nuôi con mà cứ bảo là để trả nợ nốt đúng không? Dạ vâng. Nhiều khi cháu cũng chán hẳn lắm nhưng mà cháu chả biết là cháu nên giải quyết như thế nào ấy. Ở chỗ cơ quan cháu thì có nhiều chị cảm thấy cuộc sống của cháu nó cũng vất vả quá vì phụ nữ thì quá thiệt thòi ấy. Tiền thì chồng không gửi về để nuôi con nhưng mà suốt ngày lại ghen bóng ghen gió vợ như thế. Nên là cháu cũng cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng cháu cũng chả biết là nên giải quyết như thế nào. Chú cho cháu lời khuyên với. Rồi. Ai bắt anh ấy phải làm thủ kho ở Hà Nội? Nếu mà về gần nhà làm cùng với vợ hay cùng đi làm công ty ở gần nhà có được không? Dạ cháu có nói anh ấy về vấn đề đấy rồi. Cháu bảo là thôi làm về đâu trời làm thiếu gì chỗ khu công nghiệp đúng không? Vâng. Cháu bảo là về quê làm thì có nhiều vợ chồng tiêu nhiều, có ít vợ chồng tiêu ít. Còn nếu như nợ nần thì hai vợ chồng cùng nhau trả. Đúng. Ở gần nhau cho tình cảm nó đi lên, chứ đi xa mãi như thế này thì tình cảm nó cũng nhạt dần ấy ạ. Nhưng mà anh ấy không nghe, anh bảo là sức khỏe anh ấy không có ấy, bởi vì đúng là chồng cháu cũng yếu lắm ạ. Anh bị khớp, cứ mấy ngày thì anh lại đau chân một lần, nên đi làm công ty cùng với cháu thì chắc là sẽ không đi làm được. Ôi công ty nó có nhiều việc chứ, mình chọn cái việc nó phù hợp. Ví dụ có người ngồi chỉ để dán cái điện thoại, có người cầm cái gói mì tôm bỏ vào cái bao bì, dán cái nhãn vào, ngồi ở trong như là bản giấy ấy mà, chứ có phải là nói đến lao động công ty là cứ phải xúc cái nọ rồi trộn bê tông hay gì đâu đúng không? Dạ, rồi vâng. Cái đấy thì cơ bản chắc là anh chưa muốn về, thích bay nhảy, thích ở Hà Nội nó lại còn vui vẻ gì đó, cho nên là chưa đồng ý. Chứ còn thế xong rồi anh ấy về anh gây sự với mình thì gây đến mức độ nào? Dạ, anh ấy cứ dỗi bây giờ. Anh ấy ghen bóng ghen gió cháu rồi anh ấy còn nói cả chuyện với con cháu là nếu như bố mẹ mà bỏ nhau thì con muốn ở với ai? Nếu như mà ở với bố thì ở với gì? Ở với mẹ thì ở với Dượng?
lúc nào cũng nói con cháu như thế, mẹ con sắp lấy chồng Trung Quốc rồi. Đấy. Cháu thế chắc là cháu làm ở công ty Trung Quốc à hay làm sao? Dạ vâng, cháu làm ở công ty của Trung Quốc ạ. Mà tính chất công việc của cháu thì cháu phải thường xuyên giao tiếp cùng với người Trung Quốc. Bởi vì cháu làm việc trực tiếp với người ta. Thế xong, trước là mình cũng nói năng được tiếng Trung Quốc đúng không? Dạ, làm vâng hành chính văn phòng, có khi còn đi với sếp, đi đây đi đó, chỗ nọ chỗ kia. Và anh thì cảm thấy rằng trời ơi, so sánh một bên thì xung quanh là toàn những sếp người Trung Quốc, một bên thì một ông chồng lại còn đi làm kho ở dưới Hà Nội thì rất dễ rồi có lúc mà. Thật ra thì anh ta ghen tuông như thế là thể hiện một sự thiếu tự tin ở bản thân. Cho nên là đôi khi những người đàn ông mà không tự tin thì cứ hay ghen thế để đánh phủ đầu. Tức là cứ dung cây dọa khỉ dần, nhưng mà cứ nói thế chúng thì chúng, chả chúng thì thôi. Để cho nó cũng là một cách ngăn ngừa, nếu mà chưa có thì sẽ là cãi. Anh buồn cười nhỉ, đây em tối mắt tối mũi là bao nhiêu việc làm trả hết lại còn đi đâu mà bổ với bịch. À thì anh cũng mừng trong lòng à nói thế thôi chứ không phải. Thế nhưng cái người có tật thì hay giận mình. Ví dụ như mình cũng có tí ti mà ông chồng ghen thì anh ghen với em vẫn làm gì có gì đâu. Có những anh mà cứ bắt nọn đấy, người ta gọi là dung cây dọa khỉ, cứ nói đi xong rồi. Cháu cũng có làm lớn chuyện đấy ạ. Cháu bảo là bây giờ anh thử xem con cháu em uốn anh ở trong công ty này, em đều phải lôi kéo vào trong đây làm cho những cái công việc nhàn gần chỗ em. Thì em có thể đi được đến đâu. Mà anh lại cứ nghĩ em như thế. Rồi, cháu có nói như thế ạ. Bởi vì người nhà nhà anh ấy cháu lôi kéo hết vào trong đây làm cùng với cháu. Đấy cũng là một cách mà để mình chứng minh rồi đấy. Gắm có thì con em nó cũng biết, thằng cậu nó cũng biết, nó mách ngay ông anh. Nhưng mình thì cây ngay không sợ chết đứng. Anh không thích thì cứ về đây. Dạ vâng, nhưng mà anh ấy lại không về. Anh vẫn cứ, anh còn nói thẳng với cháu là anh ấy thích như vậy đấy. Anh ấy thích gây chuyện như vậy đấy. Nên cháu chả biết như thế nào nữa. Thôi không sao cả đâu, người ta giận lẫy, người ta cứ giả vờ, người ta cũng biết là mình không có gì, rồi là tiền thì không đóng góp gì, rồi luôn luôn chỉ sợ rằng mình coi thường. Trường hợp này thật ra thì mình chung sống, để mà gọi là bỏ hay ly hôn hay gì đấy thì cũng nó cũng chưa đến cần mức cần thiết đúng không? Dạ vâng. Giá đã thế mà bây giờ lại còn thấy phát hiện ra là lại cặp bồ với cô nào đấy mà hóa ra cứ tưởng là lấy tiền để trả nợ, nhưng mà nợ thì vẫn còn nguyên, đã trả được đồng nào đâu, hóa ra là để thuê nhà ở chung với mấy cô ở đây ở đó ở nọ ở kia thì chắc là nó sẽ khác. Thế còn nếu chỉ đấy chỉ cứ dung cây dọa khỉ, cứ nói thế đấy, cứ gây sự thế đấy, muốn làm gì thì làm, nói để nếu mà có thật thì cũng chừa đi, thế còn nếu không thì cũng chả sao cả đấy. Dạ vâng, nhưng mà vấn đề là anh như thế nên là lại gây cả áp lực về gia đình nhà chồng đối với cháu nữa ạ. Gây áp lực cái gì? Dạ bố mẹ chồng cháu thì rất là chiều con trai ạ. Mà cứ mỗi lần anh ấy về thì anh lại sinh sự với cháu, thì vợ chồng không thể nào mà tình cảm được. Thì bố mẹ lại quay ra là khó chịu với cháu. Vậy nên là cháu chả biết mình là một mình nuôi con, chồng không đóng góp, rồi lại còn kêu mang cả anh em, rồi đưa các anh em nhà chồng vào làm cùng, đã trả được thông cảm đáng lẽ còn phải ghi nhận thì không ấy lại còn có ý kiến gì. Thật ra mình không có lỗi gì, ra mình có cái gì đó mình sống phụ thuộc, mình không làm ra tiền, rồi mình chỉ có ngồi ở nhà chồng nuôi mà lại còn ăn tàn phá hại thì mình mới nghĩ đến chuyện là cần phải thế nọ thế kia. Thế còn thật ra thế này, mình cũng lại phải kiểm điểm lại mình một tí đi. Nếu như trong thực tế cuộc sống mà đôi lúc mình không nhận ra đâu, chẳng hạn nếu mình có cái tình cảm gì với ai đó trong cùng chỗ làm ấy, đôi khi đàn ông cũng nhạy cảm, lâu lâu về ta nhìn thấy từ trong cái câu ăn câu nói những câu nọ câu kia của mình, hoặc là gì đám đứa em nó cũng mách anh ơi đợt rồi thì em thấy rằng hình như chị ấy thế nọ, hình như chị ấy thế kia. Tất nhiên là có người chồng ghen và vợ chồng xa nhau thì mình cũng phải cẩn trọng hơn trong các cái mối quan hệ. Mình dạ, cho rằng không có vấn đề gì, nhưng mà người ngoài người ta cũng nhìn vào có thể có những cái đánh giá này khác, rồi người ta truyền tai đến cho anh ấy. Nếu mình mà đàng hoàng không vấn đề gì thì mình cứ mạnh dạn mình trao đổi, không cần thiết phải đao to búa lớn, nhưng mà phải rõ ràng chứ, còn thì nhịn làm sao được, nhịn một ngày hai ngày chứ sống với nhau còn cả đời cứ nhịn mãi thì nhịn đến bao giờ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình bạn nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn chú ạ. Vâng, chào bạn.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Dạ, alo ạ. Rồi, tôi nghe đây ạ. Dạ, câu hỏi của em là em năm nay em 38 tuổi, em lấy chồng được 1 năm rồi nhưng mà hiện tại em chưa có con. 38 tuổi, lấy chồng 1 năm nay và chưa có con. Đây là chồng đầu tiên của bạn à? Dạ, đúng rồi. À, lần đầu tiên lấy chồng đúng không? Sao lại lấy muộn thế? Dạ, tại vì em chưa có gặp được gặp được người ưng ý, đúng là đâm dạ, ra là hơi trễ một chút đúng không? Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Chồng em năm nay 32 tuổi. Chồng 32 tức là chồng kém 6 tuổi à? Dạ đúng rồi. À, thế là hai vợ chồng có quan hệ thường xuyên đều đặn không? Có gần nhau không? Dạ có ạ. À, thế mà vẫn 1 năm nay chưa thấy có con đúng không? Đã đi khám ở đâu chưa? Dạ chưa. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Ơ chị chồng em. Dạ chào chị. Ừ, lấy chồng 1 năm rồi mà chưa có con, nó mong mỏi nhỉ. Dạ. Cái tình cảm vợ chồng thì nó cũng thắm đượm thế rồi, nhưng nếu bây giờ có một em bé nữa thì cái hạnh phúc gia đình nó sẽ rất là tuyệt vời. Ừ, thế cụ thể là 1 năm hay hơn 1 năm hay chưa đến 1 năm mà dạ, sau khi lấy nhau? Gần đến 1 năm ạ, còn 2 tháng nữa là được 1 năm. Chị hỏi thế là bởi vì trong y khoa ấy, thì người ta sẽ chẩn đoán một cái người phụ nữ vô sinh khi mà lấy chồng trên 1 năm, quan hệ thường xuyên đều đặn, không áp dụng biện pháp tránh thai nào, vẫn mong muốn có con mà không toại nguyện được, thì lúc đấy người ta sẽ chẩn đoán là vô sinh và có phương pháp điều trị. Thế thì trường hợp của mình ở đây là gần 1 năm thì nó cũng sát cái đích đấy rồi đấy. Ở trong Đắk Lắk thì em có thể đi khám ra Hồ Chí Minh khám có dễ không em? Dạ em cũng chưa đi lần nào em. Thế cho nên vấn đề bây giờ là mình mong mỏi có con rồi và cũng là gần 1 năm, tức là 10 tháng rồi. Thì để mình cũng không đợi chậm trễ làm gì, bởi vì tuổi của mình cũng không phải là còn trẻ đúng không? Và chồng cũng thế. Thế thì mình chủ động đi, hai vợ chồng cùng đi khám nhá. Nếu có thể ra bệnh viện từ dụ thì là tốt nhất, là bởi vì mình không phải đi những cái trạm lẻ tẻ nữa ấy. Đến thẳng một cái bệnh viện nó có chất lượng á. Đấy, thì khám thì mới biết rằng là cái việc chưa có con thì nguyên nhân nó ở đâu, do mình hay là do chồng. Chưa chắc đã phải do mình đâu, mà có thể là do chồng nhá. Thế thì cả hai cùng đi khám và mình sẽ có câu trả lời là sớm nhất. Ví dụ như là ở mình có một chút chút là cái bệnh phụ khoa chẳng hạn, nhưng nó cũng không phải là quan trọng thì người ta giải quyết luôn. Hoặc là ở anh ấy nó có một chút chút vấn đề về nam học, mỗi người chỉ một tí thôi. Thế nhưng mà cả hai vấn đề đấy nó cộng lại với nhau thì nó lại là nguyên nhân mà cản trở cho cái việc các em mong muốn có thai ấy nhá. Chứ còn nếu mà mình cứ hỏi là tại sao thì nó rất là khó trả lời, vì muốn trả lời kết quả thì phải có các cái thăm dò y khoa nhá thì mới trả lời được. Dạ. Hay là tại vì kinh nguyệt của em á là nó cũng không đều lắm mà. Bao nhiêu lâu có một lần? Dạ cũng hay thất thường lắm, có khi là hơn tháng, có khi là 2 tháng, có khi 3 tháng như vậy. Thế vậy từ khi lấy chồng thì cái sự thất thường đấy nó ngắn lại, tức là cái chu kỳ kinh nguyệt ấy nó ngắn lại hơn hay là nó dài ra hơn? Dạ cũng như là lúc em chưa lấy chồng là nó cũng như vậy, nhưng mà lấy chồng về cũng như vậy. Thì cái chu kỳ kinh nguyệt mà không đều ấy thì nó cũng là một cái nguyên nhân để làm cho cái việc mà có con ấy nó chậm lại. Cái mong muốn của mình là có em bé nó đạt được kết quả, và cái can thiệp mà tốt nhất là ở các cái phòng khám, các cái bệnh viện sản khoa ấy em nhá. Mình cái mấu chốt là mình cũng không còn ít tuổi, cho nên mình cũng cần chẩn đoán ra sớm. Còn cứ ngồi hay là tại thế này hay là tại thế kia, cứ nghĩ những cái lý do để mà nó làm chậm trễ thời gian của mình đi ấy, thì chị thấy cũng tiếc. Thì cái việc đấy nó phụ thuộc vào hai em nhá. Rồi. Có khi là hai vợ chồng nên bố trí sắp xếp thời gian để vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám một lần để biết rõ nguyên nhân nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243
0868262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243826265. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác gọi đến từ tỉnh Gia Lai. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Gia Lai. Dạ, chào bác. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi của em bây giờ em cũng đang trong tình trạng là ý là em có gia đình rồi. Rồi. Mà ly hôn xong rồi để thêm một người mới nữa. Rồi. Người thứ hai đó là người đó hơn em 20 tuổi. Rồi. Mà em nghĩ là sống trong cuộc sống đến với nhau thì hai bên đều ly hôn hết. Rồi. Mà không, bọn em là không kết hôn. Rồi. Mà bây giờ em là có bầu. Ý là anh đòi có con thì em cũng nghĩ là thôi anh như vậy thì em cũng đẻ cho anh một đứa con. Còn bây giờ em có con, em có bầu được 2 tháng thì anh bảo em bỏ đi rồi anh để quay về với vợ cũ. Thế à? Dạ. Rồi thì anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn bạn 20 tuổi thì anh ấy bao nhiêu tuổi? Năm nay 55 ạ. À, 54. Anh ta 54-55 tuổi, còn bạn thì là 34 tuổi đúng không? Dạ, dạ. Rồi, và bây giờ thì đang có thai à? Dạ, em đang có thai 2 tháng ạ. Thế chứng tỏ là anh là chưa? Ý là em bây giờ em có nên để hay là nên bỏ đi ạ? Chứng tỏ là anh ấy đã ly hôn vợ chưa? Vợ đã ly hôn rồi, nhưng mà vẫn về bình thường được. Thì là bên kia họ vẫn chấp nhận cho anh về. Thế thì bên ý là anh có mấy đứa con? Anh bên đó có 4 đứa con ạ. 4 đứa con, bây giờ thì lại thêm đứa con nữa với bạn. Thế còn bạn thì chồng, với chồng thì có đứa con nào chưa? Dạ, có 2 cháu gái ạ. À, ở với bạn hay ở với bố nó? Dạ, ở với em ạ. À, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh ạ. Tóm tắt lại là em khoảng 35 tuổi đúng không? Dạ. Ly hôn rồi, nuôi 2 đứa con gái. Yêu một anh hơn 20 tuổi, tức là anh 55, anh cũng ly hôn, anh có 4 đứa con rồi. Yeah. Hai người lấy nhau chung sống nhưng không có hôn thú gì cả. Và nay thì mình có thai thì anh ấy lại về lại với vợ cũ mất rồi. Và mình thì băn khoăn rằng là bỏ thai đi hay trả anh ấy hay là để sinh con. Này, hai đứa nhỏ mà con riêng của mình ấy là con gái, các con lớn chưa? Dạ, cháu 6 thì 10 tuổi mà cháu trước thì 14 tuổi á. Rồi, bố nó có hỗ trợ gì trong cái việc mà chăm sóc nuôi đứa, hai dưỡng hai đứa không? Dạ, em hồi lúc em ly hôn thì em bảo là em không cần. Bố cháu về hỗ trợ gì. Thế ba mẹ con trước khi mà quen cái ông già này thì có vất vả lắm không? Dạ, làm cũng ăn kinh tế. Nói chung gia đình cũng vất vả. Thế xong bây giờ mà lại thêm một đứa nhỏ nữa mà lại của một cái ông mà bố ông bỏ chạy rồi ấy. Thế thì một mình giống như một cái cây nó đã nhỏ mà lại ra nhiều trái quá. Thì liệu rằng nó có cằn cỗi, có chịu được không? Bởi vì thật ra một mình sau ly hôn nó đã chông chênh về mặt tâm lý rồi. Đã mệt mỏi rồi, xong lại kiếm công ăn việc làm, nuôi hai đứa. Bữa nay em nói là một đứa 10 tuổi, một đứa 10 mấy rồi đúng không? Đang cái tuổi đang đều lớn, đứa học cấp 2, đứa học cấp 3, rồi sẽ còn rất là nhiều thứ. Thế bây giờ thì thêm một cái áp lực là đi, ít nhất là em mang bầu thêm 9 tháng nữa, cộng với này sinh con, nuôi con trong 3 năm đầu tiên là chả làm ăn gì được đâu. Nay ốm mai đau, ngày kia thì nhỏ kia. Chưa kể đến việc là phát sinh rất là nhiều những cái chi phí, những cái tiêu dùng khác nhau. Hãy cân nhắc, em có quyền làm mẹ và em cũng có quyền, tất cả cái đấy là em là người quyết định chứ không ai xui được em là bỏ đi. Thế nhưng mà em hãy nhìn Gia Như, đây là một cuộc hôn nhân thật sự là em yêu thương. Và đây là cái kết quả mong đợi của hai vợ chồng cháy bỏng. Bởi vì có đứa con thì nó làm cho em và ông ấy gắn kết nhau hơn rồi. Nó níu giữ thì thôi ta cũng gắng, khó khăn ta vượt qua đúng không? Bởi vì đứa con nó cũng là cái sợi dây mà níu giữ một cái cuộc hôn nhân. Nhưng mà đây là người ta bỏ của chạy lấy người. Đúng là bỏ của chạy lấy người, để lại cho mình một cái hậu quả. Mà giá như em không có con thì thôi, em có thể làm single mom, em có thể làm người mẹ đơn thân. Mình gắng lên mình nuôi con vì mình còn trẻ. Nhưng mà một nách ba con liệu như thế nào? Em có nhờ được ai nữa không? Bên ngoại có ai hỗ trợ không? Dạ, không ạ. Thế hãy cân nhắc nhá. Hãy cân nhắc đi. Bởi vì không ai muốn rằng là vứt bỏ giọt máu của mình. Nhưng em có quyền làm những cái gì tốt nhất cho bản thân mình và các con.
Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ sáng suốt để lựa chọn cái hướng đi tốt nhất nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tiền Giang. Alo, Tiền Giang đâu ạ? Alo, nghe. Tôi nghe đây. Em này 39 tuổi. 39 tuổi. Em có vợ này được khoảng 12 năm á. Rồi. Nhưng mà trong một năm gần khi mà hai chồng em kiểu gần gũi á. Cái phút nó kiểu như nó muốn xuất tinh đó. Cái nó bắt đầu nó đau đầu. Nó đau đầu mà em chịu không nổi luôn á. Tức là chuẩn bị gần xuất tinh thì đau đầu, đúng không? Dạ. Có phải bạn muốn hỏi cái điều đó không? Dạ, hay điều đó đó. Rồi. Thế hiện tượng này nó kéo dài lâu chưa? Khoảng năm nay nè. Thế lần nào xuất tinh cũng đau đầu? Nó chưa xuất là nó đã đau rồi, là mình không có thích được. Thế là không xuất được tinh nữa? Thế là dừng? Nó đau rồi mình ngưng lại á. Thế nhưng mà cuối cùng là cái cuộc quan hệ là sẽ không trọn vẹn đúng không? Bởi vì... Kể như mình thấy đau quá, mình sợ thì mình ngưng lên luôn. Chứ mình nếu ra rồi nó đang đau là mình mất cảm hứng à. Thế tóm lại là một năm nay không xuất tinh à? Có xuất được là 10 lần là hết 8 lần nó đau vậy đó. Thế nên là em hỏi kỹ coi nó bệnh gì. Thế nếu mà nó đau ấy thì nó đau bao lâu thì là hết, hay là xuất tinh xong thì là hết đau luôn? Không hết, nó đau dần mấy tiếng. Bao lâu? Điện mấy thoại... tiếng hồ là nó mới hết. Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem cái hiện tượng mà chuẩn bị xuất tinh nó đau đầu như thế thì có phải là bình thường hay không nhé. Ừ, chị chào em. Dạ, chào chị. Như vậy có, bữa nãy chị nghe nó cũng không rõ lắm đâu. Em lấy vợ được 12 năm rồi. 12 năm rồi chị. Nhưng... Em nay 39, okay. Lấy vợ năm 27. Ừ, thế con có con rồi chứ nhỉ? Có hai đứa con. Ừ, đầy đủ rồi. Thế thì gần đây nó mới có cái hiện tượng như em vừa kể à? Dạ. Ừ. Khoảng năm nay nè. Khoảng năm nay. Và ngoài cái việc mà đau đầu khi mà có cái chuyện tình đến ấy, thì bình thường là em có hay đau đầu không? Ví dụ như thay đổi thời tiết hay căng thẳng quá, vân vân, thì có hay đau đầu không? Như trời, kiểu như là em ngủ ban ngày mà em ngủ ha, ngủ trưa mà ngủ được thì thôi, mà ngủ không được cái nó cũng đau đầu. Tức là nó cũng phụ thuộc vào cả giấc ngủ nữa. Sức khỏe chung của em có tốt không em? Mình cũng bình thường, em tập thể dục là bình thường. À, ăn uống bình thường. Ừ, tập thì tức là về mặt sức khỏe là bình thường. Chỉ có dạ. Cái phần nó cứ thỉnh thoảng đau đầu, tức là đấy là cái thay đổi mà gần một năm nay, và cái khi mà muốn quan hệ thì nó lại càng đau lên rất nhiều, đúng không? Nghe thì sẽ nghĩ đến là em có một cái gì đấy nó rối loạn về máu ấy, tức là về hệ thống mạch máu ấy. Cái khi mà mình muốn quan hệ ấy, thì cái thứ nhất là các cái máu ấy, nó về cái sinh lý là máu nó sẽ được dồn xuống bộ phận sinh dục, và nếu ở một người mà có cái hệ thống mạch máu nó không lưu thông này, hoặc là nó ít quá này, và thậm chí có những người mà nếu mà nằm đầu ngang thì không sao, nhưng nếu mà gối ấy, thì nó lại càng đau, bởi vì cái máu lên não nó kém, đấy, nó làm cho mình đau đầu. Thì đấy là nghĩ thôi nhá, nhưng để khẳng định nó thì mình phải đi khám và đi chụp chiếu. Đấy, đấy là cái hệ thống mạch máu. Cũng có thể một yếu tố tâm lý nữa. À, thế thì khi quan hệ thì em có thấy vấn đề gì không? Về mặt tâm lý không? Nó có căng thẳng không? Không, tại vì vợ chồng mình hạnh phúc đó. Rồi mình cũng làm bình thường trong phòng hai chồng không, mà cũng không có tâm lý gì chứ. Nhưng mà đều cái lúc mà khúc cuối đó em nói tự nhiên nó đau lên. Nó đau văng vẳng trên cái đầu mình biết luôn đó. Là mình ngưng lại, như vật nó cũng vẫn còn cứng thôi, nhưng mà mình không dám làm nữa. Vâng, và mình phải dừng đúng không? Lúc đấy là lúc chưa chưa xuất tinh, nhỉ? Dạ, chưa. Vậy thì có thể là mắc một cái bệnh gì đấy, ví dụ như là suy giảm cái chức năng ấy, chức năng sinh lý ấy, về tình dục ấy. Và nếu như vậy thì cũng cần phải đi khám sức khỏe sớm. Để cái này mình đi khám là mình đi vô chỗ nào cô? Mình đi tìm các cái cơ sở khám bệnh, và đặc biệt là của nam học ấy thì là tốt nhất, các cái cơ sở khám nam học ấy. Đấy thì họ chuyên về các cái vấn đề của nam giới á, để tìm hiểu xem nó là nguyên nhân gì và sẽ được sớm điều chỉnh.
Chứ còn nếu mà mình khi mà trả lời như thế thì nó có thể có những cái tình huống là thế này thế kia. Tuy nhiên để quyết định nó thì vẫn cứ phải là đi khám nhá. Nó mới có bằng chứng để minh chứng cho cái việc đấy, và khi mà đã có nguyên nhân rồi thì mới có phương pháp điều trị đặc hiệu. Cái này bác sĩ cho em hỏi là mình khám là nó khám trên chụp hình trên đầu hay là nó khám làm sao bác sĩ? Khi em đến ấy thì họ sẽ hỏi ấy nhá, họ sẽ hỏi và có thể họ sẽ có cái thăm dò về mặt tâm lý này, hoặc thăm dò về mặt chức năng sinh lý hệ sinh dục ấy, cũng có thể rằng là họ nghĩ đến cái hệ thống mạch máu ấy nó như thế nào đấy, thì người ta sẽ quyết định những cái các cái xét nghiệm cận lâm sàng mà khi em trả lời người ta sẽ thiên về để đi theo cái hướng nào đấy để người ta làm xét nghiệm. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Dạ, alo, Bình Dương nghe đây ạ. Dạ vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Thưa anh, dạo này vợ em nó đi làm công nhân đấy. Thế mà mọi lần thì cứ tăng ca 6 giờ về. Thế hôm lại về có 2 giờ. Thế này em tình cờ em bắt gặp nên là đi về, trốn về là về em nói là 6 giờ. Thì em mới, tối đấy thì em thấy tin nhắn với bạn ấy. Rồi. Là bồ em không biết, nghe tình cảm lắm anh em, rồi nghe có vẻ là tình cảm lắm. Rồi. Thế em mới hỏi thì vợ em bảo là không có gì, chẳng qua là chỉ là đi uống cà phê với nhau thôi. Rồi. Thế em hỏi thì uống cà phê ở đâu, ở quán nào, thì vợ em nó không nói. Thì em bảo nếu như mà cô nói tôi thì ở quán nào tôi cũng biết, thì tôi cũng không có nói gì đâu. Rồi. Nhưng mà vợ em giấu, vợ em không nói, là nhất quát không nói. Rồi. Thì nhất quát là như mọi lần thì đi về là 6 giờ thì là 10 năm về nhà thì là ngồi nghỉ 15 phút đi tắm, hôm đấy lại tắm ngay, em nghi là đi nhà nghỉ. Rồi. Mà hỏi nhất quát không nói, thì em muốn tư hỏi xem bác sĩ tư vấn cho em là này có phải là đi bộ 2 giờ đêm hay là 2 giờ chiều? 2 giờ chiều. À, tức là mà bình thường là em đi chích ra ra ở cái quán, cô ấy bảo là không có, ở quán này thì không có. Mà đi chỗ nào thì cô không nói. Rồi. Không nói. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hôm nay em 46 tuổi. 46 tuổi. Bình thường thì lịch làm việc của vợ là 6 giờ 15 buổi chiều thì là về nhà. Nghỉ 30 phút là 7 giờ kém 15 thì đi tắm. Thế nhưng mà hôm ý thì cô ta lại bỏ làm về sớm từ lúc 2 giờ chiều. Vâng, nhưng 6 giờ mới về, 6 giờ 15 mới về nhà. Xong là cô ta nói là đi uống cà phê, đúng không? Vâng. Tối nhắn tin đến thì em mới bảo nhắn tin cho ai thôi, sau này nay lại về tầm giờ này. Rồi, thế và hôm ý thì cũng uống cà phê đến đúng 6 giờ 15 thì về đến nhà. Coi như là vẫn đi làm bình thường. Rồi, nhưng mà về đến nhà không nghỉ nửa tiếng mà đúng về cái là đi tắm luôn. Thế là bạn nghi ngờ là chắc là làm gì trong nhà nghỉ đó, mọi người cảm thấy là bẩn bỉ thỉu lắm, rồi là mới đi tắm ngay, đúng không? Dạ. Thế từ hôm ý là đến nay là bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng này anh ạ. Thế từ 2 tháng nay thì hai vợ chồng có nói chuyện bình thường không? Thì em thì nói chung là cô ấy có nói với em là em chỉ đi uống cà phê thôi, không có đi đâu. Rồi, thế nhưng mà tình cảm hai vợ chồng 2 tháng nay có bình thường không? Vẫn bình thường, gần hàn là bình thường đấy anh. À, gần bình thường rồi đúng không? Nhưng mà vẫn cứ, mình là chồng mình vẫn cứ hằn học trong lòng đúng không? Chưa cảm thấy là thoải mái. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào bố cháu. Dạ, chào anh. 46 tuổi, con lớn là bao tuổi rồi? Con lớn em là 21 tuổi. Thì 21 tuổi, sắp lên làm bố vợ chưa? Dạ, sắp lên rồi anh. Thế à. Làm ăn kinh tế, cuộc sống gia đình ổn không? Nói chung là cũng, nói dịch giết năm nay thì nó cũng kém lắm, bởi vì em ngoài Bắc vào, bên ngoài Lào Cai vào á. Rồi. Nó cũng kém, dạ. Thế cuộc sống vợ chồng thì từ trước đến giờ, trước cái vụ uống cà phê này thì nó có vấn đề gì trục trặc không? Không, thư thoảng thì nhà em này vẫn có đi chỉ đùa cà phê vẫn, nhưng mà vẫn bình thường như hôm đó là. Rồi, anh nghe rồi, cái chuyện cà phê là nghe rồi, không phải cắt nhắc lại. Vẫn bình thường ạ. Bản thân em có bao giờ đi cà phê với ai không, hay là cứ ăn cơm nhà uống trà của mình ấy? Em thì riêng em thì không cà phê cà pháo gì với ai, kể cả bình thường em không dám đi. Vợ em đi em không dám đi. Đấy. Tính em uống cà phê nó không hợp. Mỗi người một kiểu, anh ngày nào phải cà phê. Vâng, anh bác uống cà phê được là giỏi. Mà tuổi cũng cao rồi đấy, cà phê. Nói thật thế này này, bây giờ ai mà biết được rằng là người ta có làm gì hay không? Sống thì phải tin. Cô bảo là cô đi uống cà phê, không lẽ là mình cứ dựa vào mấy cái dấu hiệu là về và lao vào tắm ngay, vì mình sẽ có cái suy đoán chắc phải làm gì, cho nên vào tắm để xóa dấu vết, đúng không? Và mình cứ ấm ức với cái chuyện rằng là sao lại về sớm rồi để đi thế nọ thế kia.
Nếu có thì đây nó là một chỉ số, là một cảnh báo cho mình rằng là có lẽ đến cái tuổi này rồi, mình ngẫm lại xem có liệu có để vợ đói quá không. Đói ở đây đừng có nghĩ là đói về cái chuyện chăn gối. Đừng có nghĩ chuyện chăn gối mà phụ nữ đến cái tuổi bốn mấy rồi. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng là con lớn rồi, vợ chồng cũng không cần lãng mạn nữa. Kia người ta đi, người ta quà phê xong rồi cái ông kia ông ngồi ông quấy sinh tố cho vợ mình, em uống đi anh bỏ bớt đá cho khỏi viêm họng nhá, thế xong rồi em uống đi đừng uống cà phê sẽ bị xấu da, uống sinh tố thôi. Trời ơi, những cái cử chỉ quan tâm chăm sóc ấy mà khiến cho người phụ nữ rung động, nhất là những người mà lấy vợ lấy chồng hàng hai mươi mấy năm rồi, đôi khi chồng mình quên những cái việc đó, nghĩ rằng là giờ lại còn lắm chuyện, còn cà phê lại còn chiều nhau. Nhưng mà cái nhu cầu con người lúc đói thì cần ăn, nhưng ăn đủ rồi thì mong muốn được yêu thương, được quan tâm. Thế thì cái việc mà vợ trốn về sớm để đi cà phê chứng tỏ cô có nhu cầu cà phê, hay là uống cà phê với một người bạn khác chứng tỏ người ta có nhu cầu có bạn. Vậy sao thì mình người đàn ông gì mà lại cứ ăn cơm nhà với uống trà của mình tự pha thế? Ồ, thế rồi cứ tối tối đi, mình không uống được cà phê thì mình uống nước mía, cô thì cà phê, hoặc là cứ chở nhau đi loăng quăng đi, xong rồi dừng, không biết ở trong nó có nước mía vỉa hè không, đâu cũng được, nhưng mà gì ạ, cho nó lãng mạn lên một chút, cho nó hâm nóng tình cảm vợ chồng đi. Hay hai mươi mấy năm rồi, nguội rồi đấy nhá. Dạ. Nếu như mà bình thường ấy, những người ta mà thẳng thật ra, người ta mà không có chuyện gì, tại sao mà không dám nói cái câu tôi uống ở quán cà phê đấy mà phải từ chối? Thế sao người ta lại không hỏi rằng nếu như anh không quan tâm thì anh cứ phải ép người ta khai làm gì? Em cứ nói là em cứ khai đi, anh không quan tâm đâu. Nếu không quan tâm thì hỏi làm gì? Phải chứng tỏ là cứ đòi để đến rồi ngộ nhỡ gây sự đập phá gì, rồi đòi trích xuất camera ảnh hưởng đến cái quán của người ta. Nếu thật sự em là người không quan tâm ấy, hỏi làm gì? Đúng không? Thế còn ngồi đây mà đời còn bao nhiêu việc phải làm, tuổi mình cũng chẳng phải để mà dằn vặt là có ngủ không, hôm ấy chắc có ngủ nhờ. Thế rồi chỉ có là thầy bói thì may ra mới dám phán là có ngủ hay không có ngủ thôi nhá. Nhắc nhở rằng là cuộc hôn nhân đã cũ đã lâu, nguội rồi, mình cũng cần phải có những cái lãng mạn và có những giây phút làm hâm nóng vợ chồng lên. Và đừng có nghĩ nhiều, mới có 2 tháng mà mình thấy là cuộc sống vợ chồng vẫn ngon lành, vẫn ổn định thì thế là tốt rồi. Thế nhưng mà đừng có chủ quan nhé. Duy trì thế này và đừng đào bới cái chuyện mà không thể có kết câu trả lời. Và làm cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Dạ, rồi. Cảm ơn vợ chồng và hạt gắn và hạnh phúc nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ em nghe ạ. Rồi, chào bạn. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, câu hỏi là em muốn hỏi chương trình là em đã ly hôn là năm nay 45 tuổi. Ly hôn là năm nay là 8 năm rồi. Mới đây thì có quen một người, nhưng một người này là quen trên Facebook thôi. Người này em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quen một người này ở Hà Nội á. Anh nói là anh là giáo viên về hưu. Anh nói là bây giờ nếu mà cho anh tìm hiểu nếu mà hợp nhau thì trong đấy em có nhà riêng để vào ở với con em trong đấy. Rồi. Đã. Mà trong khi thì em ở trong này thì công việc em nuôi 2 con thì cũng khá là vất vả. Là vất vả và khó về thời gian đấy. Thì em cũng không có về được, vừa rồi em cũng mẹ mất, em cũng dịch không về được, không về đến trăm ngày cho em mới về được, thì cũng nói là hai bên là nói là sắp xếp gặp nhau. Dạ, nhưng xong thì anh lại có một lý do đưa ra là thì huyết áp cũng đấy cao, không ổn định đảm bảo, cho nên là không gặp được. Rồi, thế là anh ấy năm nay 6 mấy tuổi rồi? Năm nay là 65 tuổi. Rồi, mà lại còn huyết áp không ổn định. Anh ta ở Hà Nội, giáo viên về hưu. Còn bạn thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Quê bạn ở đâu mà hôm vừa rồi ra trăm ngày mẹ? Dạ, quê ở Vĩnh Phúc ạ.
Vĩnh Phúc cũng gần Hà Nội. Thế mà cuối cùng hẹn hò với nhau là không, vẫn không gặp được nhau, bởi vì đột ngột anh ấy huyết áp tăng lên đúng không? Đấy là chưa gặp mà đã tăng vụt lên thế, nhớ gặp cái thì anh tăng sâu thì chết. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì? Xong thì có nghĩa là vào thời gian đấy thì em cũng ít liên lạc, xong thì như là một hôm thì em cũng như là chấm dứt, như là chia tay. Em nói là thôi, thì cũng như là bây giờ em cũng ngại sợ anh huyết áp lên này, thì thôi chúng ta dừng lại ở đây. Em cũng không liên lạc nữa. Thế à? Thế xong là một tuần thì này, anh ấy lại em gọi điện lại để bảo là phải. Rồi tóm lại hai người chưa gặp nhau bao giờ đúng không? Dạ đúng rồi, mà bây giờ ý anh nói là bây giờ cứ muốn em ra ngoài đấy, để mà ý là bây giờ là phải ra ngoài đấy để nói, ý là anh muốn vào trong này nhưng mà không có lý do gì, đang dịch là không nói với các con để hợp lý, thì ý em muốn ra ngoài đấy thì nói chuyện như thế là có như thế thì mới vào trong này như được. Ừ, anh ý về vợ mất hay là ly hôn vợ? Vợ là mất rồi ạ. À, đông con nhiều cháu chưa? Dạ có 3 người con, còn có 3 người cháu luôn ạ. Rồi, thế là chắc là nhà cửa thì cũng sang tên cho các con hết rồi đúng không? Đâm ra là nói với bạn là nếu mà có lấy nhau thì anh ta sẽ dọn vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng với mẹ con bạn đúng không? Dạ, cái này sang tên hay không thì em cũng không biết, em không tìm hiểu. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh ạ. Anh nghe không rõ lắm là mình bao mấy hả em? Em 45 rồi ạ. Ly hôn bao nhiêu năm rồi? Em ly hôn 8 năm rồi. Ly hôn 8 năm, 8 năm vừa rồi vất vả lắm không? Nói chung là một mình hai đứa con thì khá là vất vả. Thế à, không bố nó không hỗ trợ một tí xíu nào à? Nói chung là có 1-2 năm đầu thì còn hỗ trợ xíu, xong sau đấy bố nó lấy vợ đúng không? Bố lấy vợ thì như là đất đai lúc ly hôn xong thì lại chia, xong rồi cũng chẳng đưa, cuối cùng lấy hết, cuối cùng em rồi cũng gây dựng lại hết này. Thế bây giờ thì ba mẹ con sinh sống bằng gì? Thì em buôn bán đấy anh. Thế à, có đứa có khá khá không, tạm tạm không? Nói chung là bình thường thì cũng đủ ăn đủ chi tiêu, nhưng mà dịch vừa rồi thì năm vừa như đợt dịch vừa rồi thì cái ngành nào cũng khó khăn đúng không? Trong suốt 8 năm đành rằng rất là vất vả. Có lúc nào em sao động gì, em mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh mình đỡ đần, nương tựa, chia sẻ tâm lý, tình cảm gì không? Không, những lúc thật ra thì những lúc mà ốm đau, con còn nhỏ nó không biết gì, hay một mình cứ nằm đấy nghĩ vào lúc này phải có người thì giúp đỡ mình ốm hay đau gì đó, cũng phải bấy nhiêu việc rất tần tật, xong không được nghỉ ngơi. Thì những lúc đấy cảm thấy rất là cần. Có ai tán tỉnh mình không? Trước đây thì cũng có quen một người, mà quen một người lại như là khi biết người ta có gia đình thì mình xảy ra rồi họ cứ làm phiền, cứ quậy phá, cho nên là thành đơn ra mình cứ khống ngại. Chế không chế, từ đấy em không dám khen ai luôn. Bây giờ thế này này, anh nói cho nó ngắn gọn thôi nhá. Dạ. Thứ nhất, tuổi của mình thì không còn trẻ. Mình gánh nặng hai đứa con cũng đã đổ gãy một cuộc hôn nhân. Nếu mình có mong muốn đi bước nữa cũng rất là chính đáng thôi. Vì một phụ nữ quay đi gần lại hai đứa con gái đúng không? Dạ. Nó sẽ lấy chồng, rồi mình sẽ là một người đơn độc. Nếu may mắn nó lấy chồng gần thì có thể là qua lại một chút. Còn không thì một mình cũng sẽ rất là vất vả. Và rồi tuổi ngày càng cao mình cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Thế nhưng tìm một người bạn nó phải ra người bạn. Ban nãy em có nói là mong muốn cái lúc mình ốm, mình đau, có ai đó mua cho mình bát cháo, chạy đây chạy đó mua cho viên thuốc. Bây giờ mình em khoặc vào một cái ông già, ông hơi một tí ông huyết áp, thân ông cũng chả lo được, thì cuối cùng khéo không, ông không giúp được mình mà mình còn hầu ông ấy, thì lại còn nhục nữa, còn khổ nữa đúng không? Thế cho nên là mình biết mình là ai, mình mong muốn điều gì, đừng... tất nhiên là cũng có lúc mình cô đơn buổi đêm rồi, ông ấy cũng rảnh rỗi, con cháu ông đầy đàn đầy đống rồi, 65 tuổi rồi, bây giờ có cái điện thoại ngồi nghịch, nhưng mà nhiều ông già nghịch cũng lên mạng kết bạn rồi, em ơi nhớ lắm cưng à, những cái chuyện đấy thì cho nó giải trí mà. Cho nên là tuổi của mình không phải là một cô gái 18 đôi mươi để mà mơ mộng với một cái chuyện mối tình trên mạng ấy. Nếu như xung quanh em, gần gũi em có một ai đó, việc đầu tiên là phải là quen với người, một là vợ mất, hai là ly hôn nhé, chứ không dính vào với những cái người mà đang có vợ, rồi mình sẽ vô cùng
phiền phức. Dạ. Cái thứ hai là cũng không nên giả quá, bởi vì mình cần chỗ tựa với chỗ dựa. Nếu mà ông không giúp được mình ấy, thì ít nhất ông phải tự lo được đời ông ấy, chứ đừng để mà một cái ông hôm đi chưa gặp đã huyết áp, xong lại còn bảo em ra đây để em nói với con anh, để con anh nó mới đồng ý cho anh vào với em, thì nghe có vẻ ông này phụ thuộc cả vào con, sợ cả con cả cháu, thế thì mình rước làm cái gì cho nó khổ thân ý mình là, ra. Dạ, ý anh nói là bây giờ dịch mà bây giờ không có lý do gì để mà đi. Anh ấy phần đấy tuổi đầu rồi, 65 tuổi không tìm được lý do để đi tìm bạn gái thì em còn mong đợi gì ở cái người đàn ông ấy. Không cất được lời nên mà nói cho cái con mình những lý do chính đáng để đi, thế thì lại cần một người phụ nữ một nách hai con từ Sài Gòn ra để là các cháu ơi, cô là cô yêu bố cháu cho nên là các cháu cho bố cháu vào với cô à? Một người đàn rồi em có nói là em có nói đùa vừa đùa em nay thôi để hôm nào em nhờ ông chú ông bác gì xuống chơi nói chuyện. Ra mắt xong rồi xin rẻ đúng không? Người ta đón rồi. Thôi dạ, nói đùa chứ, thật sự chân thành. Thứ nhất là như một người anh lớn tuổi. Thứ hai là như là một nhà tư vấn ngồi ở trên đài quốc gia nói với em rằng nhu cầu có bạn là rất chính đáng, nhưng hết sức là thực tế, không cần thực dụng nhưng hết sức thực tế, đừng viển vông, đừng mơ mộng nhé. Rồi tập trung làm ăn đi, giữ gìn sức khỏe, rồi Covid rồi nó cũng sẽ qua đi, rồi chúng ta cũng tập dần chung sống với Covid, rồi làm ăn kinh tế nó sẽ vực dậy lại. Nếu có ai người ta đến với mình mà thực sự là người ta không có vợ và người ta chân thành và người ta còn khỏe mạnh thì cởi mở lòng mình ra, hy vọng là sẽ có một cái đoạn đời sau vui vẻ hơn nhá. Thế còn cái bác Hà Nội thì thôi, thỉnh thoảng chào bác câu cho bác đỡ tuổi nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Hy vọng bạn sẽ luôn luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, Hải Dương đâu ạ? Em năm nay 24 tuổi mà cháu nó cứ 3-4 tháng nó mới được hết một lần ạ. Rồi, thế là con gái đúng không? 24 tuổi. Đã lấy chồng chưa? Cháu chưa, mà cháu nó đi khám thì bác sĩ nói là cháu nó bị nang hai buồng trứng ạ. Thì có ảnh hưởng gì không ạ? Thì có làm sao không ạ? Nang gì? Nang hai bên buồng trứng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Chào chị. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, thì cháu nó kinh nguyệt rất là thưa, đúng không? Vâng. Và cháu nó cũng biết rằng là thế là không phải là bình thường như đa số các bạn. Nhưng mà có những người ấy, con gái ấy, họ kinh nguyệt cũng thưa như thế nhưng mà nó không có cái bệnh gì cả. Thì cái việc lấy chồng và sau đó là thay đổi nội tiết thì rồi vẫn có con và kinh nguyệt nó lại trở lại bình thường. Nhưng cũng có những cái em mà như là con gái chị thì nó cũng đã có nhạy cảm để nó đi khám. Và cuối cùng người ta khám và người ta phát hiện ra rằng hai bên buồng trứng là nó có nang, đúng không ạ? Bây giờ cứ nói nang nước hay là nang gì thì cũng không thành, cũng chưa xét đến. Mà cái buồng trứng là cái nơi mà nó đóng tham gia vào cái quá trình để mà tạo hình thành cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, nó rất là lớn mà nó lại bị tổn thương như vậy nhá, thì nó có ảnh hưởng ít nhiều. Đó, và mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì cái chuyện đấy xác định sau. Nhưng rõ ràng bây giờ trước mắt là hai bên buồng trứng mà có nhiều nang như vậy thì cần phải được xử lý. Khi mà đã đi khám rồi thì cháu nó có hỏi là vậy thì bây giờ phải làm như thế nào không? Cháu nó có hỏi bác sĩ ở phòng khám thôi chứ không đến bệnh viện. Và thì họ cũng bây giờ bảo cháu uống thuốc là cái kích trứng ạ. À đấy. Uống thuốc để kích trứng bởi vì nó nhiều nang quá, và khi mà nhiều nang như thế sẽ tức là bình thường ở buồng trứng là rất nhiều nang, và đến khi mà nó sẽ lớn lên và trong quá trình lớn lên thì sẽ có một hoặc hai nang thôi nó trưởng thành để nó trở thành trứng dục và có thể có con ấy. Thế nhưng mà tất cả các nang nó cùng lớn và vì vậy mà khó có một cái nang nào để mà có cái noãn, tức là trứng ở trong. Về lý luận chung thì người ta nói như thế. Thế nhưng mà mình cũng mới khám ở phòng khám thì chắc là nói với cháu đi đến một cơ sở chuyên sâu các cái bệnh phụ khoa ấy để người ta khám, và nếu cần nội tiết để kích trứng ấy hoặc là để chữa cái tình trạng gọi là đa nang, buồng trứng đa nang của mình thì nó cũng lại phải có liều lượng. Đó, chứ không phải cứ như thế là đi mua
đi mua thuốc ấy. Thế thì cần phải đưa cháu đi đến một cái cơ sở y tế cao hơn để khám và để có cái phác đồ điều trị chị nhé. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ, thì khuyên con gái đi đến một bệnh viện ngay Hải Dương thì có thể lên Hà Nội vào bệnh viện C hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội là có thể khám được nhá. Dạ dạ. Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Rồi. Vĩnh Phúc. Dạ vâng, em xin chào chương trình ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn nhờ chuyên gia tâm lý giúp em ấy. Vâng. Về chuyện vợ chồng của em mới gần đây em phát hiện là vợ em bị ngoại tình ấy. Vâng. Em có nói chuyện với vợ em với cả người ngoại tình á, vợ em cũng xin lỗi, cũng năn nỉ các thứ và người kia cũng năn nỉ là cho em xin tha thứ á. Vâng. Thì em sốc lắm, nhưng mà em cũng rất yêu vợ em, thương con em nữa. Thì bây giờ em bỏ thì em cũng không bỏ được, mà em muốn cho vợ em cơ hội ấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ em để ám ảnh của em thì em suốt ngày em cứ nghĩ thế thôi. Em muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp em đó, thì em nên phải làm thế nào trong trường hợp này? Vâng, rất là hiểu cái tâm sự của bạn. Hai vợ chồng chắc là cũng rất trẻ đúng không? Nghe giọng dạ, bạn vâng. Cũng rất trẻ. Vâng. Có mấy em bé rồi bạn? Em hai rồi. À, hai em bé rồi. Tuy nhiên thì gần đây lại phát hiện vợ ngoại tình, đúng là rất là buồn. Không biết là có nên tiếp tục hay không, tha thứ hay là như thế nào đúng không ạ? Vâng, bạn cũng đang rất là rối bời. À, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời ạ. Rồi, chào em trai. Vâng. Nghe, xin năm chín mấy em? Em 90 ạ. Ồ đấy, nghe giọng trẻ tưởng phải 96 ấy. Hai vợ chồng bây giờ là ở với ông bà nội hay là hai vợ chồng ở riêng? À, em ở với ông bà nội ạ. Ừ. Em thì làm gì? Em làm công ty ạ. Ừ, vợ thì cũng công ty chứ. Dạ vâng ạ. Ừ, mà hai công ty khác nhau đúng không? Vâng ạ. Và cái cậu mà ngoại tình với vợ em cũng là dân công ty đúng không? Dạ, ở cùng làng ạ. Ừ. Ngày xưa yêu nhau thế nào, quen biết nhau lấy nước thế nào, yêu đương thắm thiết nồng thắm, tìm hiểu kỹ lưỡng không? Dạ có, ngày xưa thì hai vợ chồng em thì cũng yêu nhau như bình thường ấy. Xong rồi cũng cưới nhau, cũng đến với nhau rất là tự nhiên, rồi không phải cưỡng bức cưỡng ép gì đúng không, cũng yêu nhau tuổi trẻ. Khi mà họ ấy, em bắt được quả tang à, hay là làm sao mà lại cả hai người cùng đứng ra xin lỗi thế? Em phát hiện được tin nhắn á. Phát hiện là tin nhắn, trong dựa tin nhắn mà em gọi được hai người đến ngồi trước mặt mình xin lỗi à? Sau đó em sốc quá thì em có lên nhà bố mẹ vợ em, thì em cũng nói bố mẹ vợ em luôn, vì sau đó, vì cái người đó thì vợ cùng làng ạ. Ừ. Em gọi người đó lên thì hai người họ xin lỗi em. À, nhưng mà thế này, thực ra thì em cũng mới chỉ có nhận được tin nhắn là yêu yêu thương thương nhớ nhớ thế thôi đúng không? Không có, có cả tin nhắn là đi nhà nghỉ với các kiểu ạ. À ừ, bởi vì là đấy cũng hỏi trong cái mức độ ấy mà, nếu chỉ say nắng cảm nắng còn đang ở giai đoạn tán nhau thì nó khác, thế còn thì cũng đã, thế họ khai hay em đoán thế? Có trong tin nhắn, có, và họ cũng đã thừa nhận rồi. Ừ. Cậu kia có vợ không? Có vợ và cũng có con. Chắc là nhà bên kia cũng xáo động đúng không? Vâng. Thật ra thế này này, với ai cũng thế thôi, phụ nữ cũng như đàn ông, trẻ cũng như lớn tuổi. Một trong những nỗi đau lớn nhất đó là người bạn tình của mình, người vợ, của người chồng của mình phản bội. Cho nên đây phải nói rằng nó là một cú sốc cực kỳ lớn, đặc biệt là với những người mà lại rất yêu thương vợ như em, hết sức tin tưởng đúng không? Không bao giờ ngờ rằng là mình yêu thương cô ấy, mình chịu khó chăm làm, hai đứa con đẹp như tranh vẽ, một trai một gái cũng chẳng thiếu thốn gì. Mình sống tử tế, thương yêu cô ấy đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế ra mà mình là cái thằng mà cứ nay gái nọ mai gái kia thì có khi còn đỡ sốc. Đây mình hết lòng vì vợ vì con thì khi chuyện này nó xảy ra thì mình sốc. Nhưng hãy nhớ rằng là cái gì cũng cần có thời gian. Hiện nay cái đầu của em nó như một cái ấm nước sôi ấy, đang sôi sùng sục ấy. Kể cả có nhấc ra khỏi cái bếp thì nó cũng cứ còn sôi sùng sục, một lúc nữa nó mới nguội. Thế thì về nguyên tắc ấy, không ai người ta làm gì cái ấm nước sôi ngay lập tức, không ai uống nước sôi để cho nó bỏng miệng. Việc đầu tiên là người ta nhấc ra khỏi bếp đúng không? Cho nó bớt sôi đi rồi nó nguội dần xuống 80 độ rồi 70 độ rồi 60 độ. Nó nguôi ngoai. Thế thì chuyện của em nó lại trắng phớ ra rồi. Ừ, vợ mình ngoại tình với người trong làng, người ta cũng đã thú nhận, lại còn đi ngủ với nhau. Thì nó nặng nề hơn rất là nhiều những cái đoạn mà bắt được tin nhắn là cảm nắng để hẹn hò. Vì mình cũng chưa có cái gì nó sâu sắc thì mình cũng còn đỡ sốc. Trong trường hợp này của em rất là sốc. Nhưng mà em nghĩ đến việc là vì các con, thế rồi cũng vì danh dự. Bây giờ mà có làm ầm lên rồi tan nát cái gia đình ấy thì thật ra bản thân mình cũng có một chút xấu hổ.
Mình có đi chia sẻ với ai này, cậu bạn cậu bảo chắc mày làm sao vợ nó mới đi với gai chẳng hạn. Mình cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì đâu mà, đúng không? Trong cuộc sống mà mình có cố làm cho người kia bị xúc phạm, bị nhục mạ thì mình cũng không vì thế mà sung sướng. Xấu chàng hổ ai như đây là xấu nàng thì cũng chẳng sướng gì mặt mình. Cho nên là việc đầu tiên là nặng nề như thế mà em quyết định rằng là tha thứ là một quyết định đúng. Thế nhưng mà chắc chắn rằng em không hy vọng là ngày 1, ngày 2 nó nguôi ngoai hoàn toàn. Vết chém nào cũng để lại sẹo. Vết chém sâu sẽ để lại sẹo sâu. Nếu mà khâu không cẩn thận thì cái sẹo trông nó xấu lắm. Thế còn nếu mà khâu khéo thì rồi nó có vết sẹo nhưng nó mờ mờ. Em sẽ không quên được cả đời đâu mà. Kể đúng cả rồi. Anh tin là như thế. Trừ trường hợp sau này mình già mình lú lẫn thì không tính. Chứ còn thì sẽ luôn luôn ám ảnh. Nhưng bao giờ cũng thế. Mình cân nhắc giữa cái được, cái mất, cái còn, cái mất, cái nọ, cái kia. Đôi khi mình phải nén vào bên trong. Mình cứ nghĩ thế này đi. Nhiều người đàn ông mà đi làm ăn xa mà vợ ở nhà mà có cặp bồ mà không biết được thì ai biết được. Người ta bảo biết đâu ma ăn cỗ. Thế hoặc là có những người phụ nữ mà ở nhà nuôi con, chồng đi làm ở đâu xa ấy, anh ta mà lại có cặp bồ mà anh ấy khéo léo vợ không phát hiện được thì thôi thì cũng cứ như không chứ còn gì, đúng không? Thế cho nên là chẳng qua là mắt không thấy thì tim không đau. Đây của mình nó chứng kiến rõ ràng. Nhưng mà tóm lại em cần có thời gian. Mà chắc chắn là trong dịp này mình theo dõi cái thái độ của vợ. Sau cái lỗi lầm này rồi mình đã tử tế, mình tha thứ. Thì chắc chắn nếu một người vợ tử tế sẽ vô cùng cảm động với này cái ứng xử rất là cao thượng của chồng. Sẽ chăm sóc chồng con nhiều hơn, sẽ hết lòng lo cho gia đình. Đi làm công ty hết giờ thì về đi chợ đi búa. Thậm chí là có những lúc là hơi nhún mình một tí. Bởi vì dẫu sao trong nữa cảm thấy người có lỗi mà, đúng không? Chứ nếu mà mình tha thứ xong bây giờ mặt vẫn cứ cưng cưng, vẫn nhơn nhơn, xong rồi cũng vẫn đi sớm về muộn, rời ra cũng lại vẫn cứ thấy hẹn hò, xong rồi ăn cơm xong lại cắm đầu vào điện thoại, thấy nhắn tin tin tít, chồng đến gần lại vội vàng xóa tin nhắn đi, xong rồi điện thoại thì lại còn để mật khẩu, thế xong rồi có lúc thì lại thấy đi đây đi đó mà nó bất ngờ chẳng hạn. Có lỗi mà biết khắc phục lỗi lầm thì không sao. Sợ nhất là không nhận ra lỗi lầm, tức dạng nó quá đà rồi mà thì khó chấp nhận. Nên em để ý xem là vợ thế nào. Vợ em thì xin lỗi em suốt và cũng hứa mà là đó là tình cảm nó nhất thời, lúc áp lực nó suy nghĩ linh tinh thì nhất rồi. Thời thế thôi. Còn vợ em thì cũng xin lỗi và xin làm lại cho cơ hội. Thì hứa là từ nay sẽ cố gắng yêu thương chồng và lo cho gia đình nhiều hơn. Rồi, hứa là một chuyện nhưng mà em cũng quan sát để ý thực tế. Thế nhưng mà nói thế chứ mình nó cũng phải có hai chiều. Mình cũng không vì rằng là mình tha thứ rồi do cô mắc lỗi mà mình lại rất là coi thường cô. Bây giờ cô có lỗi cô phải chăm tôi rồi cô phải thế nọ thế kia thì không được nhá. Tình cảm nào nó cũng phải được vun đắp từ hai phía. Thứ bảy chủ nhật làm ăn thì biết bao nhiêu cho đủ, đừng cố gắng tăng ca nữa. Thứ bảy chủ nhật thì chở mẹ nó với hai con đi lên phố uống cà phê, ăn gà rán cho con nó ăn, xong rồi nhớ rằng là tuổi sinh năm 90 mà nó còn trẻ lắm, nhiều người còn chưa có vợ cơ. Thế mà mình đã kịp lấy vợ có hai con rồi, tuổi mình cố gắng kéo dài cái tuổi thanh xuân một tí nhá. Thì đấy là một cái mà để dần dần nó cũng sẽ nguôi đi. Cũng giống như vết thương mà ta chịu khó chăm sóc, nay bôi iốt, mai bôi oxy già, rồi băng bó tử tế, rồi không có gãi gì vào đấy nữa thì nó không bật máu nhá. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của anh Đinh Đoàn, tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ giúp cho bạn có thêm được động lực để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhá. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Dạ, alo em ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Dạ, chị cho cả bác sĩ là em muốn tư vấn về chuyện sinh nở chị. À, vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện nhé. Xin mời ạ. Dạ, vâng. Vâng, tôi chào bạn. Tôi nghe đây. Em chào bác sĩ. Vâng. Dạ, vợ chồng em năm nay 32-33 tuổi bác sĩ. Vâng. Bọn em hay vợ chồng em đã có hai đứa con. Khoảng 3 năm nay vợ chồng em có đặt vợ có đặt vòng á. Bây giờ kiểu muốn sinh thêm một bé thứ ba. Chồng em muốn hỏi là để mà tháo vòng á, khoảng bao lâu sinh nở tiếp theo được á. Em thấy bây giờ cái dị tật bẩm sinh nó nhiều á, thì em kiểu lo lắng á, sinh thứ ba nên em muốn hỏi tham khảo kiến các bác sĩ xem có phương án nào tốt nhất đó mà. Em có hai cháu rồi đúng không? Dạ vâng. Con gái con trai. À, một trai một gái. Thế à? Thế sao lại muốn đẻ thêm đứa nữa? Đông đông con chút. À thế à? Em bé thứ hai thì được bao nhiêu lâu rồi?
À, bé thứ hai được 4 tuổi ạ. À, 4 tuổi hả? Bé đầu được 6 tuổi lớp 1. Thế và vợ đẻ thường à hay là mổ đẻ? Dạ, vợ đẻ thường. Và sau khi đẻ bé thứ hai thì hai vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai là vợ đặt vòng đúng không? Dạ vâng. Bây giờ thì thứ nhất là về điều kiện, về sức khỏe này, rồi là về cái khoảng cách sinh đẻ thì vợ có thể đủ điều kiện để có thể có thai cũng như là sinh em bé nữa rồi nhá. Thứ hai nữa là sau khi đặt vòng ý thì em cứ để cho vợ tháo vòng ra, thế và quan hệ tình dục bình thường, không áp dụng biện pháp tránh thai nào. Thì nếu như mà hai vợ chồng đều sức khỏe tốt, trứng của vợ cũng tốt, cũng như là tinh trùng của em đảm bảo chất lượng về số lượng, thì em cái khả năng có thai tự nhiên nó cũng ổn mà. Vâng, thì em muốn hỏi là nếu tháo vòng xong thì bao lâu thì có thể quan hệ được, có phải kiêng gì không bác sĩ? Thông thường em tháo vòng ra thì mình có thể áp dụng biện pháp tránh thai trong vòng 1 tháng. Em dùng bao cao su ấy khi quan hệ tình dục để cho cái cổ tử cung của vợ nó ổn định trở lại bình thường. Thì chỉ khoảng 1 tháng là mình quan hệ tình dục để mà có thai được rồi. Thế cái thứ hai nữa là cái dị tật thai nhi ấy thì không phải là do vợ đặt vòng đâu nhá. Dị tật thai nhi nó có thể, một cái dị tật có thể đến từ phía người mẹ, có thể đến từ phía người bố, có thể đến từ phía cái thai đấy, chứ không phải là do đặt vòng. Đặt vòng nó chỉ là một biện pháp tránh thai thôi, để không có thai ngoài ý muốn thôi nhá. Chứ đặt vòng xong mình tháo vòng ra để mình lại có thai mà, chứ làm sao mà đặt vòng xong rồi lại có thai, lại con lại bị dị tật được nhá. À, dạ vâng, dạ ừ vâng. Em không phải lo chuyện đấy. Là có phải mình có phải chích trước để ngừa ấy bác sĩ? À, chích ngừa thì hiện nay có một số loại vaccine để phòng cho những phụ nữ mà người ta chuẩn bị có thai. Bởi vì khi mà người ta có thai, người ta nhiễm cái loại virus đấy thì có thể có gây dị tật cho thai nhi. Ví dụ như là có cái loại phòng cúm là đầu bảng. Rồi có thể chích sởi, quai bị, rubella là những cái loại mà nếu mà có thai mà vợ mắc ấy thì có thể là hay gây ra dị tật thai nhi. Thì nếu có điều kiện thì mình chích những cái loại đó để mà chủ động cũng được. Nhưng lưu ý một điều là chích vaccine gì thì cái mũi cuối cùng ấy, bởi vì tùy theo loại vaccine đi liều nó sẽ có những cái mũi khác nhau. Ví dụ có loại chỉ cần chích một mũi, nhưng mà có loại cái liều của nó thì phải có chích 2 mũi thì mới tạo được cái kháng thể ấy, người ta gọi là liều cơ bản. Thì cho dù chích vaccine gì thì cái mũi cuối cùng phải cách ít nhất là 2 tháng trước khi em quyết định có thai. Lưu ý thêm cái chi tiết đấy thôi. Với một cái điều nữa mà mình cũng nên thận trọng đấy là thực ra bây giờ thì vợ cũng chỉ mới có 34 tuổi ấy, nhưng mà mình cũng đã sinh 2 cháu rồi, thì để cho nó tốt thì trước khi mà chuẩn bị có thai thì hai vợ chồng nên kiểm tra sức khỏe tổng thể lại một lần, kể cả sức khỏe sinh sản, để xem là sức khỏe của vợ bây giờ thế nào, rồi buồng trứng của vợ ra làm sao, chất lượng trứng như thế nào, tử cung có vấn đề gì không, cái vòi trứng có vấn đề gì không, vân vân. Kiểm tra ít nhất là những cái cơ bản đấy để mà đánh giá cái khả năng có thể có thai tự nhiên cũng như là an toàn cho mẹ nhé. Dạ đúng rồi đó. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cửa sổ tình yêu cũng xin gửi lời chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc và sớm có tin vui nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi này ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Vâng ạ, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Vâng. Em chào cô ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, dạ cô ơi, thực ra thì cháu đang gặp một cái vấn đề về kiểu như là cháu đang bị băn khoăn về việc trong gia đình của cháu ấy ạ. Vâng. Thứ nhất là quay lại quá khứ một chút ấy, thì hai vợ chồng cháu là sinh được một bạn bé trai ấy. Vâng. Hôm nay là 5 tuổi rồi. À, về bản chất là hai vợ chồng cháu tìm hiểu nhau 4-5 năm sau đấy mới quyết định mình đi đến hôn nhân ấy. Vâng. Thì là hai vợ chồng đều công ăn việc làm ổn định. À, nhưng mà bọn cháu thì lại không sống chung với gia đình nhà chồng. Nói chung là mọi người nói là cháu là một người sống biết điều ấy.
còn cũng sống chung với gia đình nhà chồng nhiều nên là cái tương tác giữa cháu với cả bố mẹ thì cũng không nhiều. Tuy nhiên thì cháu vẫn những ngày lễ dỗ hoặc là thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho ông bà, cũng như là cho con cái về với ông bà, hoặc là thỉnh thoảng gửi video về. Thì mọi chuyện nó cũng không có gì đáng nói. Cho đến hôm vừa rồi thì tại vì cháu bị trầm cảm ấy, cháu cũng chưa phải đi điều trị. Chồng cháu bảo là kiểu thỉnh thoảng thì cháu cũng có những cái diễn biến tâm lý nhưng cháu không nhớ. Thì chồng có chia sẻ với gia đình nhà chồng, thì đến cái hôm Tết dương lịch, bố mẹ chồng cháu muốn là hai vợ chồng cháu ly hôn. Khi mà cái giai đoạn mà cháu bị trầm cảm thì bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện cho chồng. Xui cái gì thì cháu không biết, nhưng mà vô tình cháu đọc được tin là bố mẹ chồng nhắn cho chồng là nó bị như thế thì con chuyển đi chỗ khác mà ở. Khi nào mà nó đi viện ấy thì con để con cho bà ngoại nó trông. Ý tức là bỏ rơi cháu thì anh chồng cháu vẫn đi về và không nghe bố mẹ là bỏ rơi con. Đến khi mà ông bà không thể khuyên được chồng thì ông bà bắt đầu là gọi hai vợ chồng về và ép hai vợ chồng ly hôn bằng được. Sáng hôm đấy thì hai vợ chồng cháu vẫn bình thường, có nghĩa là đi về, trước khi về hai vợ chồng vẫn đi ăn uống bình thường, xong rồi là về với ông bà mua quà các thứ. Thì ăn trưa xong thì ông bà gọi điện lên, ông bà nói là có nghĩa là mày không xứng làm con dâu ở trong gia đình nhà. Rồi từ ngày lấy mày thì thế nọ thì kia, đại khái là viên vào cái cớ là cháu không quan tâm đến gia đình nhà chồng. Nhưng mà tại vì cháu đã đọc được trước cái tin nhắn là ông bà xui chồng cháu, thì cháu hiểu là cái nguyên nhân chính là do là cháu bị bệnh ấy. Nên là ốp vào là ly hôn bằng được. Thế là vợ chồng cháu ly hôn. Thì lúc đấy thì anh cũng bảo là bây giờ kiểu anh phải nghe bố mẹ. Thì hai vợ chồng cháu thì cháu vừa khóc cháu vừa ký vào đơn ly hôn. Thế nhưng mà xong đấy thì anh vẫn cứ về, có nghĩa là về với vợ con ấy ạ. Xong cháu rất là tủi thân, thì anh bảo là cái hôn nhân nó chỉ là tờ giấy, còn anh vẫn cần em, anh vẫn... Mà cháu thì cháu không muốn thế, tại vì đã ly hôn rồi là rõ ràng ấy. Vâng, bây giờ bạn muốn chương trình là tư vấn làm sao giải quyết được dứt điểm cái câu chuyện hôn nhân gia đình của mình đúng không? Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh ạ. Vâng. Rồi, xin chào con. Sao mà nghe chuyện mà thấy nó như trò đùa ấy. Một cái anh thanh niên lấy vợ mấy năm rồi, làm bố trẻ con rồi. Thế xong đến lúc vợ mới hơi ốm một tí, rồi truyền thông thế nào đến lại còn cái ông bố chồng mẹ chồng ấy lôi con mình về để ép bỏ vợ. Thế xong bây giờ lại thả rông cho nó để nó quay lại với nó ăn ở với lại vợ con nhà nó. Thì nên ông đã ép cho ly hôn thì lôi về mà nuôi mà chăm nhau đúng không? Ừ. Tiếc lắm, chuyện này nghe nó cứ như là chuyện gì ở đâu ấy. Thôi nhưng mà chuyện đã lỡ rồi. Ở đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hiện nay thì mình đang ở nhà ngoại hay ở nhà riêng hay ở nhà thuê hai mẹ con ấy? Dạ, con ở nhà con mua riêng, hai vợ chồng con lấy nhau thì mua được cái nhà ấy ạ. Ồ, rồi, nhà là độc lập luôn với lại nhà nội ấy, hả? Không có dính dáng gì. Thế xong rồi khi mà ra tòa ly hôn người ta có bảo chia đôi cái nhà ấy hay là cắt một nửa hay như thế nào không? Hay là cứ để chung? Nhà trả góp chú ạ, thì con mua là 1.2 tỷ. Thì là trả bây giờ con nợ ngân hàng 500 triệu. Thì anh ấy muốn là con đưa thêm cho anh ấy 500 triệu nữa. Thì con sẽ được ở nhà và con phải trả ngân hàng 500 triệu. Tức là mình phải đền bù cho anh ấy 500, ngoài ra mình phải cố cộng cái nợ 500 kia nữa. Vâng ạ. Trời ơi, thế thì mình lấy đâu ra? Và được một cái xe Camry ấy ạ. Có nghĩa là anh ấy sẽ đi xe và lấy 500 triệu, còn con sẽ ở nhà và nuôi con. Ôi trời ơi, thế thì... Thật ra thì ông ấy quay về với mình ấy mà, để ông kỳ kèo tiền đấy. Chứ cũng đầu tiên thì chú còn hơi cảm động rằng là cái anh này anh chỉ hơi đụt, anh chịu khó nghe bố mẹ quá trong, nhưng mà vẫn còn có tình thương yêu vợ con. Nhưng hóa ra là chưa đòi được 500 triệu thì chưa đi, cho nên cứ về đi ăn vạ để có người nuôi cho ăn. Xong bây giờ lại bao giờ bằng bỏ được vợ này, xong rồi lại có được Camry đi, xong lại có 500 triệu đi mua nhà, nhà chung cư chỗ khác. Ôi trời ơi. Nhưng mà khi tòa mà chia tài sản thì có nói rằng là ai ở lại nhà này thì thế nọ thế kia gì không? Tài sản có tòa có tuyên không? Hay là cứ tự xử với nhau? Tài sản là tự ấy ạ. Có nghĩa là khi mà ra tòa thì là anh ấy, có nghĩa là nếu mà tòa thì phải mất mấy hôm để hoặc mấy lần để hòa giải. Nhưng mà anh ấy trả tiền một phát là... Để không có hòa giải gì nữa? Để không cần hòa giải luôn. Chứng tỏ rằng anh ấy muốn bỏ mình lắm rồi chứ không phải là anh ấy ngố dại gì đâu. Một cái người mà về mặt thủ tục là người ta cũng đề phòng, còn đắn đo, cân nhắc cái suy nghĩ vội gì đến nỗi hai lần hòa giải. Mỗi lần nó cách nhau có một tuần, hai tuần.
mà đây quyết tâm là không cần hòa giải đâu, cắt là cắt bằng được. Thế thì trước hết là mình đừng có cảm động về cái chuyện là anh vẫn còn đi lại với mẹ con. Xin lỗi chú không tò mò, nhưng mà ăn thế rồi ngủ đấy rồi có sinh hoạt vợ chồng không? Dạ không ạ. Con thì là từ lúc như thế và con ở phòng riêng với con trai con. Thì là bản chất là từ trước đến giờ á, từ trước đến cũng lúc đã chẳng ấy gì lắm rồi. Anh ấy cũng rất là tử tế, thương vợ thương con. Con thì con không có gì để chê trách anh ấy cả. Nhưng mà con thấy là quyết định như thế làm con tổn thương ấy. Không hề tổn thương nữa đâu mà quá nặng nề luôn ấy. Cuộc sống của một con người mà nhất là trong lúc mình lại có cái ốm cái đau. Bây giờ thế này này, cái quan trọng của con là ly hôn thì ly mất rồi. Nhà cửa mình ôm cục nợ 500 triệu của ngân hàng ấy, lại còn lấy đâu để mà bù cho anh ấy. Thôi xin mời anh lấy cái nhà đi. Mẹ con dắt nhau về nhà ngoại, ngoại có gần đấy không? Nhà ngoại con thì con là bản chất là kiểu bố mẹ con cũng không hạnh phúc ấy. Nên là bố mẹ con mỗi người một nơi. Nên là kiểu vì thế nên mình cũng không còn lối đi về. Thôi, cái chuyện đấy không phải lỗi tại mình. Cuộc sống của người lớn có những cái nỗi khổ riêng và bố mẹ bất hạnh không thể là nguyên nhân khiến cho con cũng bị nọ kia được. Bây giờ con đi làm không? Dạ chú ơi, thực ra con thì con cũng đi làm mà bản thân con cũng tự chủ về tài chính ấy. Bây giờ con đang làm kinh doanh ạ, cũng được ạ. Thế đứa nhỏ là đi nhà trẻ mẫu giáo hay là phải thuê người trông coi hay là làm sao? Dạ, bạn ấy thì con thuê cô giáo đến nhà để dạy ạ. Ôi thế thì giỏi. Thế thì bây giờ thế này thì con này, mình lo cho bản thân mình đấy, nghe con như thế cũng là giỏi giang đấy. Mình có học, có hành, làm được ra tiền. Mình không được gì mình mà còn rất là trẻ. Nhưng mà phải rõ ràng dứt khoát về mặt tài chính, kinh tế. Coi như mình xóa sổ mà làm lại từ đầu. Cái gì cũng thế, chưa chắc ly hôn đã là cái buồn nhất. Bởi vì con có sống với cái gia đình mà trong đầu người ta luôn luôn nghĩ rằng là không muốn đang hộ đối, nhà mình thì bố mẹ bỏ nhau, rồi bên nhà người ta thì trọn vẹn bố mẹ. Trọn vẹn bố mẹ nhưng lo được gì cho con đâu, thằng con trai cũng có mua được nhà, được cửa gì cho con đâu, cũng lại vợ chồng nó một tay đi vay ngân hàng mua nhà, đúng không? Rõ ràng đi, nói thẳng với anh ấy đi, mặc dù có thể trong lòng con vẫn còn thấy cảm động bởi vì ông cứ đi đi lại lại, nhưng mà hãy nhớ rằng đi lại để đòi tiền đấy chứ chưa chắc đã phải vì tình cảm gì, nhá. Làm lại từ đầu nhé. Rất là mừng là vì con là người có học có hành và mình cũng rất nhanh nhẹn. Thời buổi này mà còn kinh doanh làm ăn được. Nhiều người con gái là ngồi đấy mà đi trông đi cậy vào tự đồng tiền của người chồng mang về. Nhưng mình đã một tay được thế này thì rồi chẳng có khó khăn gì là con không vượt qua được nhé. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ giúp cho bạn vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn nhé. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Chị ơi, tôi bị bệnh viêm tuyến vú mà tiết dịch. Tôi đi khám ở Hà Nội bệnh viện Bạch Mai rồi. Vâng. Mà uống thuốc hơn một tuần nay rồi mà vẫn chưa hết cái dịch đó chị ạ. Dạ vâng, câu hỏi của chị sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn cho chị, xin mời ạ. Vâng vâng, cảm ơn bác. Tôi chào bạn. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mình? Năm nay em 46 tuổi chị ạ. À thế à? Ừ. Vâng. Thế em bị sao vậy? Em đi khám bệnh viện Bạch Mai rồi, chụp tuyến vú rồi là siêu âm tuyến vú rồi. Mà bác sĩ bảo là bị u sơ ở gần núm vú ạ. À. Mà uống thuốc đến gần 10 ngày rồi mà nó vẫn cứ tiết dịch ra chị ạ. Ừ. Bây giờ thì là nó tiết dịch ở chỗ đầu núm vú gì? Dạ. Dịch nó tiết ra ở đâu? Vâng, nó màu đen đen đó chị ạ. Ở đầu vú ấy hả? Khi mà em lấy tay em nặn ấy thì em thấy da dịch màu đen à? Không, bình thường nó vẫn ra chị ạ. À thế à? Cái hiện tượng đấy cách đây bao nhiêu lâu rồi em? Phải một tháng rồi chị ạ. Em lo lắm. Ừ. Em có kiểm tra xem ở chỗ khác, ví dụ có cái u cục ở chỗ khác nào không? Nách có hạch không? Không ạ. Bây giờ thì làm cách nào được rồi bác sĩ? Em khám ở bệnh viện Bạch Mai là em khám ở khoa nào? Em khám ở khoa ung bướu gì đấy à, chị ạ. À, ung bướu hả? Ừ. Ở đấy, hôm đấy người ta có chọc vào cái khối u đấy để làm tế bào cho không em ạ, không? Không ạ, không ạ. Người ta chỉ có chọc để làm xét nghiệm tế bào ở như tuyến giáp thôi. Em lại bị u ở tuyến giáp nữa. À, thế à? Thế vâng. Cái tuyến giáp thì có xử trí gì không? Không ạ. Họ báo là tế bào lành tính. Vâng, họ báo là uống thuốc một thời gian rồi đi chụp ở trên đầu xem có u không thôi. Ừ. Thế sao hôm đấy người ta lại không chọc cái khối sơ ở vú cho em nhỉ? Bác sĩ họ không chọc chị ạ. À thế à?
Cái vú ở bên có gì, cái, nó có bị sưng nóng đỏ gì không hay là nó như nào? Không ạ, chỉ tiết dịch thôi ạ. À, chỉ tiết dịch bình thường không phải nặn, nó cũng ra. Bình thường nó vẫn ra, không nặn vẫn ra chị ạ. Lại ra dịch màu đen á hay là máu nâu à? Màu đen chị ạ. Thế bác sĩ hẹn em bao giờ khám lại? Bác sĩ chỉ báo là về theo dõi thôi ạ. Chị vẫn nghĩ là em nên kiểm tra lại ở chuyên khoa ung bướu. Nếu như chỉ là những cái viêm nhiễm thông thường thì với một cái liều kháng sinh mà bác sĩ điều trị cho em thì ít nhất nó cũng phải có cải thiện. Thứ hai là cái quan trọng là gì? Cái quan trọng cái bản chất của cái dịch đấy. Nếu như nó là viêm do nhiễm khuẩn hay là viêm tuyến vú thông thường thì cũng có thể nhiều người không cần phải cho con bú, không cần phải có thai vẫn có thể viêm tuyến vú. Nhưng nếu viêm thông thường thì nó có thể là mủ xanh hoặc là mủ vàng chẳng hạn thì mình lại đỡ ngại. Nhưng nếu như nó là dịch màu nâu hoặc là màu đen thì là do có thể là hoại tử hoặc là do tổn thương cái khối ở trong ngực của mình. Thế và một cái việc rất là quan trọng là Bạch Mai thì không làm cái xét nghiệm tế bào cho em, bởi vì cái xét nghiệm tế bào đấy nó mới trả lời chắc chắn cho mình đấy là cái khối u đấy nó là u gì. Khi mà mình siêu âm, khi mà mình chụp X-quang thì nó chỉ lên hình ảnh của khối u thôi, còn bản chất của khối u là gì thì nó không thể hiện rõ. Tất nhiên là ung bướu của Bạch Mai thì cũng đã là tốt rồi và người ta cũng khá có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên em nên đến bệnh viện chuyên khoa về ung bướu ấy. Mình đi chào quả chị ơi. Lên đấy mang hết cái kết quả mà người ta đã khám cho em, đặc biệt là cái đơn thuốc mà bác sĩ ở Bạch Mai đã điều trị cho em đi nhá. Lên đấy thì bác sĩ người ta sẽ kiểm tra lại cho em, cần thiết người ta phải làm các cái kỹ thuật cao hơn. Đấy, và có thể là người ta phải, ít nhất người ta phải làm tế bào để xem cái khối u mà bác sĩ ở Bạch Mai bảo là u sơ ấy, thì phải xem nó là u gì. Và quan trọng là điều trị nó có tiến triển không tốt, điều trị mình cảm thấy nó không đỡ và nó lại lo lắng hơn. Thế ở cái tuổi của mình 46 tuổi thì nó cũng bắt đầu bước cái giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, nó cũng hay phát sinh ra những cái bệnh lý khác ấy, đặc biệt là bệnh lý của cơ quan sinh dục. Và mình hiểu là vú thì cũng được xếp vào hoạt động của cơ quan sinh dục mà, cho nên nó cũng hay phát sinh ra những cái bệnh khác và có thể là mình cần phải kiểm tra kỹ hơn, kiểm tra tổng thể hơn nhé. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Hello, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em, vợ chồng chúng em sống với nhau lắm nay 20 năm rồi. Vâng. Trước thì vợ chồng rất là tình cảm ấy. Nhưng xong em đi làm mấy năm công ty đấy. Bây giờ về thì chồng em cứ bảo là bây giờ sống với em không có tình cảm ấy. Thế con em thì lúc mới thi đại học thì cứ bảo chờ con thi xong thì chồng em làm đơn ấy. Vâng. Thì cứ nhùng nhằng nhằng ấy cũng chẳng làm đơn. Xong lúc bảo thế anh bỏ em thì anh làm đơn đi. Chồng em làm đơn thì em cũng ký như chồng em cũng đi nộp đơn. Bây giờ thì em nghĩ là cũng sống với nhau rồi, xong thì lại cứ lúc nào trước mặt em mà tao bỏ mày nọ kia đấy. Vâng. Xong thì em bảo ông bỏ thì làm đơn, thế cũng không làm đơn chị ạ, nhưng mà sống với nhau ấy, không có tình cảm rồi, bảo là tôi không có tình cảm với cô ấy. Thế bây giờ thì bảo em viết đơn thì anh cũng ký, thì em bảo là đưa cho em 1 triệu để đi nộp đơn, nó cũng đưa, nhưng mà em bảo đưa giấy đăng ký kết hôn với em ấy. Thì anh cũng chưa đưa, thì em cũng chẳng biết là muốn sống với em hay là như thế nào. Có em thì cũng làm đơn rồi, em cũng muốn mang ra tòa nộp đấy, nhưng mà trời, em cũng chẳng biết là nó như thế nào, cho em một lời khuyên đấy. Vâng, rất là bối rối đúng không? Tình trạng nhì nhằng như này bao lâu rồi ạ? Dạ, nó cũng được đôi 3 năm rồi chị ạ. Vâng. Em thì cố sống, mẹ chồng em cứ bảo sống vì con, em sống cố vì con. Vâng, tôi hiểu và rất là chia sẻ với tâm trạng của chị. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào chị. Mình là năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là em 38 rồi ạ. 38, lấy nhau mấy năm?
lấy nhau cũng hôm nay là 20 năm rồi anh ạ. Con em cũng đại học năm thứ hai rồi đi. Ôi rồi ôi thế hả? Mẹ 38 rồi khéo lại lên bà nội đến nơi bây giờ. Ừ, hai đứa hả? Dạ vâng, em hai cháu trai ạ. Hai cháu trai. Thực ra thì hiện nay mình làm công việc gì? Dạ em trước khi hai vợ chồng ở nhà đi làm bàn ghế đám cưới đấy. Mà em mới làm cho thuê bàn ghế đám cưới đúng không? Ừ. Vâng. Thế thì xong em làm cái nhà thì lại... em đi làm cố 2 năm về để trả nợ cái nhà này đấy. Ừ. Em cũng đi nhưng mà vợ chồng thì không biết là có người khác hay không, nhưng mà em cũng thấy cứ nói chuyện với người khác ấy. Ừ. Thì có lúc bảo là người ta cũng tha thiết như cô ấy, bây giờ tôi không bỏ được người ta đấy nợ kia đấy. À đấy, có chuyện cả chứ có phải là không đâu, đúng không? Tóm lại thì mình thì chưa nắm được chắc tinh thần đối tượng, nhưng mà chồng thì có một đối tượng khác rồi. Đặc biệt là vâng, có thể là trong cái thời gian là mình đi làm công ty biển biệt đấy, đúng không? Vâng. Trước ở nhà hai vợ chồng suốt ngày bàn ghế với nhau thì cũng không sao. Nhưng bây giờ như thế. Và khi trở lại thì có lúc là đòi là chả còn tình cảm gì, muốn ly dị vợ. Tuy nhiên thì đối tượng kia cũng chẳng phải dễ ăn gì, cho nên là nó cũng lại cứ nhùng nhằng ấm ứ. Tình cảm thì nó nhạt phai, nhưng bỏ thì cũng chưa bỏ được. Bởi vì tiến với cái đối tượng kia thì nó cũng chưa chắc người ta đã đồng ý, đúng không? Ừ. Chính rằng lúc này thì mình cũng phải nắm bắt rằng này, vợ chồng lấy nhau gần 20 năm rồi. Thế xong rồi cuộc sống nó bắt đầu nó nhàm chán, con cái lớn rồi, người mình cũng sập sệ, ông ấy thì cũng uể oải. Thì nó rất dễ là nó nhạt nhẽo lỏng lẻo. Khi mà có lúc điên lên thì nói là chả còn tình cảm gì, chán chết. Thật ra thì nhiều người không nói ra miệng thôi, chứ còn cũng nhiều người cũng lấy nhau 18-20 năm cũng nghĩ trong bụng thế cũng chán thật rồi. Nhưng mà người ta cũng vì lý do này lý do khác mà người ta cũng gắn bó với nhau. Đây là cái lúc mình cần sưởi ấm lại, mình phải cần đổi mới cái cuộc sống vợ chồng. Thay vì ông ấy bảo là tao bỏ mày, thế thì mình cũng lại bảo thế thì ông viết đi rồi tôi ký. Xong rồi mình cũng xoẹt một cái ký, xong ông ấy thì cũng còn ngần ngừ, ông ấy ngại, ông ấy không đi nộp. Thật ra một người đàn ông mà phải viết đơn rồi cũng ngại lắm đấy. Thường thường là có những người đàn ông thì vợ cũng quý rồi, cặp bồ thì cũng cứ cặp bồ. Nhưng mà nếu chẳng may có bắt được thì nói rằng là anh quý cả hai, đối với anh vợ con là nhất quả đất, còn cô kia thì chẳng qua nó có tình cảm nhưng mà cũng thương cô ấy không dứt được. Chứ trong trường hợp này thì chắc là có lúc nó dại dột mà nghĩ rằng là ly dị vợ để đến với đối tượng kia. Anh ạ, em hỏi nhá. Thế đấy xong thì lúc thì bà cho mày ăn nốt cái Tết này, xong thì bà là đây vừa nọ đây bà em là cho tao làm hai cái đám cưới này xong người ta lại hoãn đấy. Xong cứ thế thôi, xong rồi bà là về lấy em cái giấy đăng ký kết hôn để em là đi nộp đấy. Mai em nộp đơn mà cô thích thì đi đấy, nhưng mà không lấy cái giấy thì ra cho em. Bây giờ thật sự ra anh lại nghĩ đến cái hướng như thế này này. Vâng. Đây là cái lúc mà cả hai bên cũng uể oải. Mà khi đã uể oải thì nghĩ đến cách là làm cho nó nóng lên. Này, mình dành thời gian chăm sóc gia đình hơn, mình làm đầu làm đuôi trang trí cho người nó sạch sẽ một chút, áo quần váy vóc cho nó tươm tất. Thậm chí cái chuyện kia của vợ chồng ấy, mình cũng chịu khó đọc sách, nghe báo, nghe đài để nâng cấp lên một tí. Có thể có ông chồng đến lúc mà bà vợ thì cứ y ra đấy, ông chồng đòi mới đáp ứng thôi, chả biết gì. Trong khi đến với lại một cái ai đó ở đâu đó, người ta chủ động, người ta làm cho mê ly, thì cuối cùng thì cứ nghĩ rằng là kia mới là cái chỗ mà yêu thương. Nhưng thật ra thì vợ chồng rất là yêu thương tình cảm, nhưng mà mình cứ để cho nó cùn nhụt đi, nó làm cho nó nhàm chán đi. Ông ấy mà đã có bồ mà lại bồ mà tiến tới xa được, chắc về cũng đòi ly hôn rồi, gây sự rồi. Nhưng mà đây người ta đã cứ xuống thang xuống nước, cứ nhì nhàng nay bỏ nay, mai mai bỏ ngày kia, nghĩa là cũng chẳng đi được, cũng chẳng dứt được. Thế thì đấy là một dấu hiệu báo động rằng là thế thì không dứt được thì chúng ta cũng không duy trì cuộc sống nhì nhàng này được, chắc chắn phải làm cho nó khác đi, đúng không? Chúng là vợ chồng chúng em mà bây giờ có khi một tháng hai tháng thì mới quan hệ với nhau đấy, mà em cũng thỉnh thoảng bây giờ muốn ôm vào để cho tình cảm đấy, nhưng mà chồng em cũng nội chung rồi nó cứ đẩy ra nữa kia đấy, bảo là còn tình cảm với cô nó cũng rồi, thế này. Người mình nó vẫn như thế thì đúng là không ấy, nhưng bây giờ mình không thèm để ý nữa. Mình đi làm công ty, mình có tiền, tự nhiên đi làm tóc xoăn tít lên đi, xong rồi làm 2-3 cái váy, xong rồi rảnh rỗi thì đi tập hát karaoke với mấy chị em, chiều chiều thì nếu như mà nó không Covid ấy thì đi tập cái aerobic ấy, bật nhạc nhún nhún nhảy nhảy ấy, xong rồi không thèm để ý đến lão ấy cho nào. Tự nhiên thấy mình về mình môi thì đỏ, người thì cứ tươi tắn, xong rồi tóc thì tít mù khơi đi. Xong rồi con thì nó cũng lớn rồi, đặt cho mẹ nồi cơm, chốc mẹ về mẹ đi ngang qua chợ mẹ mua đồ ăn.
Thế mình không quá cần phải cứ bám cái chốt ở nhà, mình sống cho mình đi. Tự nhiên ông thấy, ôi, mẹ này dạo này trông ngon nhờ. Hay là có bồ hay sao mà dạo này lại thấy tóc tai, da rẻ. Thực ra thế này này, bông hoa giữa thì đừng có trách con ong con bướm là sao mày tàn ác thế, mày không đỗ vào hoa. Hoa cứ thơm đi rồi ong nó sẽ tự bay, tự đến nhá. Mình nâng cấp bản thân mình lên đi. Hai cái thằng cu con trai nó đang lớn, mình cũng chưa đến nỗi gì trong cuộc sống hôn nhân. Đúng là nó có những cái nhàm chán thật, cũng thấy nó buồn, không được chồng yêu chồng quý. Thế nhưng nó cũng chưa đến mức độ hiện nay sống trong cái nhà ấy như ngục tù. Ngày nó say rượu từ sáng đến tối, hở ra nào đánh lên bờ xuống ruộng, ví dụ như thế, mấy lần là phải thế nọ thế kia. Thì mình rất là sợ, nhưng mà đây thì thật ra cuộc sống nó nhạt. Mà người ta nhạt, mình cũng nhạt, mà người ta cũng khổ. Mình chỉ buông khi mà mình đã gắng hết sức cải biến cải tạo. Như đây thì hình như chưa cải tạo gì, chỉ nghĩ đến chuyện là chia nhà với bán nhà với lấy mấy trăm nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ có thể giúp cho thính giả có thêm được cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhá. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo ạ. Vâng, xin chào thính giả. Tôi nghe câu hỏi của bạn đây. Chị cho em hỏi là em cảm thấy cái tình hình là sức khỏe của em dạo giờ nó giảm sút nghiêm trọng ấy. Thì là không biết là có ảnh hưởng của cái gì không? Sức khỏe cụ thể là như thế nào bạn? Bạn có thể nói rõ ràng hơn được không? Cái sinh hoạt vợ chồng ấy. Vâng. Năm nay là em thấy nó sức khỏe mình là yếu đuối đi nhiều. Vâng, một năm trở lại đây cảm thấy sức khỏe đàn ông của mình hơi yếu đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em 30 tuổi. Rồi, câu hỏi của em sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thí Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn nhé. Xin mời ạ. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Em chào em, chị. Bạn lấy vợ lâu rồi ạ? Em lấy vợ được 3 năm. 3 năm à? Có cháu nào chưa em? Dạ có một cháu đó. Em làm nghề gì vậy? Em làm công nhân. Thế vợ? Vợ em giáo viên. Vợ là giáo viên. Mấy năm một Covid có đi làm không? Cả hai vợ chồng có đi làm, em có đi làm không? Có, em vẫn đi. Em vẫn có việc, vẫn đi làm bình thường đúng không? Vâng. Chỉ có vợ thì ở nhà. Vâng, vợ ở nhà. Con em được mấy tuổi rồi? Con em được 1 tuổi. 1 tuổi. Em nói với chị Ngọc là em thấy cái quan hệ vợ chồng với vợ nó không được như ý muốn thì nó là như thế nào? Em có thể nói rõ cái tình trạng của mình cho chị được không? Vâng, trước khi cái hồi còn yêu nhau với lại hồi mới cưới thì có thể mình sinh hoạt đều đặn hơn, nhưng mà bây giờ cái tần suất nó giảm đi nhiều mà cái thời gian nó cũng giảm đi nhiều. 30 tuổi, tần suất thì bao nhiêu lâu em quan hệ tình dục một lần? Bây giờ thì khoảng 1 tuần mới được 1 lần. 1 tuần 1 lần. Tự em cảm thấy nó không có hứng thú hay là em muốn quan hệ tình dục mà nó không được? Nhiều lúc cả hai yếu đến thì cả hai yếu tố đấy. Thế còn chất lượng? Em thấy giờ cái thời gian nó rút ngắn đi nhiều. Nghĩa là như thế nào? Trước đây có thể được hai vợ chồng có thể có sinh hoạt 20-25 phút, nhưng mà bây giờ chỉ 5-10 phút rồi. 5-10 phút là em tính cái thời gian từ lúc bắt đầu em có hứng thú hay là em tính thời gian mà quan hệ xâm nhập thực sự ấy? Tính thời gian quan hệ đấy chị. Thì rồi bắt đầu mình mới xuất tinh đúng không? Vâng. Vợ có ý kiến gì không? Vợ em không ý kiến thì em cảm giác là nó không được thỏa mãn thì nó có vẻ nó, vợ em thì không nói lên nhưng em cảm giác là mình thấy thế, là mình thấy vợ nghe có vẻ không hài lòng. Tại vì thực ra ở tuổi của em thì em mới chỉ 30 tuổi thôi mà. Bây giờ thì cái đời sống tình dục của nó đang rất là khỏe và nó ở vào cái giai đoạn có thể nói là rất là tốt ý. Thế và tự em thì em lại cảm thấy là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không được như trước đúng không? Nó không như mình mong muốn. Thế nhưng mà cái chất lượng quan hệ tình dục ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai vấn đề chính. Một là yếu tố tâm lý. Thì mình cảm thấy là mình vẫn yêu vợ, vẫn muốn quan hệ tình dục với vợ. Và khi mà mình quan hệ tình dục thì cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Đôi khi vấn đề thỏa mãn nó không phụ thuộc vào thời gian đâu. Không phải cứ quan hệ tình dục thời gian dài hoặc là quan hệ lâu mà mình cảm thấy là thỏa mãn, mà hoàn toàn nó không phải là như thế. Mà chất lượng quan hệ tình dục là nó phụ thuộc vào cảm nhận của cả hai người.
Đấy, và cái này thì nó liên quan rất nhiều, ví dụ liên quan tới ham muốn, liên quan tới hình thức, tức là cái phương thức quan hệ tình dục, rồi liên quan tới những cái loại quan hệ tình dục mà làm cho cả hai vợ chồng cùng cảm thấy thoải mái, thì cái đấy nó là chất lượng quan hệ tình dục. Thế còn một phần thứ hai là nó cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục, chính là những bệnh lý của cơ quan sinh dục. Nhưng chị nghĩ là ở em mô tả thì em có nói là em cảm thấy sức khỏe rất là yếu, thì chị không hiểu ở đây là sức khỏe chung hay là chỉ là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không được như trước mà em cho là yếu thôi. Về cái sức khỏe về quan hệ vợ chồng thôi chứ. À, chứ còn những cái sức khỏe khác thì không có vấn đề gì đúng không? Dạ vâng. Thực ra thì cái thời gian quan hệ tình dục mà gọi là xâm nhập ấy, tức là những cái lần mà mình quan hệ tình dục thực sự khi mà dương vật ở trong âm đạo mà 5 đến 10 phút em mới xuất tinh cũng hoàn toàn là bình thường. Bình thường. Ừ, trừ khi ví dụ như này, từ lúc em mới cảm thấy mới có ham muốn một chút thôi, mới gần vợ thôi, mới có những cái hành vi âu yếm kích thích, mà cho đến lúc em đã xuất tinh ra rồi mà nó chỉ có 5 đến 10 phút thì lúc đấy mình mới phải đáng ngại. Chứ còn từ lúc mình có những cái ham muốn, sau đó thì mình phải có khúc dạo đầu đúng không? Rồi mình mới có quan hệ tình dục xâm nhập, và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn khi em xuất tinh. Mà nó kéo dài khoảng 15, 20 phút, 25 phút thì đấy hoàn toàn là bình thường. Tại vì giờ em thấy nó giảm sút nhiều so với trước. Trước kia có thể với cái tần suất trước kia có thể hai vợ chồng một tuần là 6-7 lần, nhưng bây giờ chỉ 1-2 lần. Bình thường mà. Thứ nhất là cái lúc mình 20 ấy, thì nó khác. Có một cái công thức mà người ta nó gọi là nó không phải là cái công thức khoa học đâu, nhưng nhiều người người ta áp dụng. Ví dụ như là khi mình ở lứa tuổi 20 nhá, thì là 2 x 9 là 18. Là gì? Tức là một tuần có thể quan hệ tình dục tới 8 lần. Nhưng khi mình đã sang đến đầu 3 chẳng hạn, thì nó là 3 x 9 là 27. 2 tuần quan hệ tình dục 7 lần. Ví dụ như thế. Đấy, và em cũng đừng quá quan trọng tới số lần, mà em hãy quan tâm tới chất lượng quan hệ tình dục. Còn chị nghĩ là cái ham muốn này nó đòi hỏi phải cả hai bên đều phải rất là nỗ lực. Ví dụ thay đổi về hình thức, thậm chí thay đổi về không gian, thay đổi về thời gian, thay đổi về rất nhiều thứ. Chứ còn trong vòng một năm, khi mà mình bước vào tuổi 30, bắt đầu vợ cũng đã bước vào giai đoạn này với rất nhiều những lo toan, với rất nhiều những ám ảnh về dịch. Thì mà một trong những cái ảnh hưởng mà nhiều người không nói ra, tức là cũng ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục. Thế chị hy vọng là em không phải có bệnh lý gì đâu. Nó chỉ vấn đề là do tâm lý của mình thôi. Nhá. Chứ đừng lúc nào cũng nghĩ tới bệnh. Chỉ trừ khi như thế này, em có rối loạn cương dương, em có xuất tinh sớm, ví dụ như vậy, thì nó có thể là những bệnh lý của nam khoa ấy. Điều đấy mình mới cần sự can thiệp của bác sĩ. Còn hiện nay thì cái chất lượng quan hệ tình dục, cố gắng tìm hiểu thêm các cái kiến thức để mình thay đổi, để mình cải thiện cho nó theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn chị chưa nghĩ tới em có cái bệnh lý gì thì đừng ám ảnh cái chuyện đấy, mà có thể nó ảnh hưởng thật sự tới chất lượng quan hệ tình dục của mình. Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng mong muốn là cuộc sống vợ chồng của hai bạn sẽ trở nên hòa hợp hơn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 02438262625.